Thế cứ tặng 50.000 chân váy rồi váy ai lấy cái gì thì bảo thôi. Rồi là còn áo phông, để áo phông lên 50. Quá là đẹp luôn, đẹp lắm. Đây là, này là em này không phải trên nhau nữa. Lưng cường lắm, sợ ngã lắm. Hello, hello chị Huệ nhá, chị Anh Kim em chào chị nhá. Hello tất cả mọi người. Mấy em canh kia hôm nay con nào cũng xinh hết nhỉ. Nghĩ mẹ này người bé mà. Chị mặc lờ đấy chứ. Lúc sáng nay có 100 mấy, bây giờ đã hơn 200. À, em mở cái điện thoại kia rồi, Tưởng bọn nó chưa? cái dưới cái quái rồi đó. Hello chị Thanh Nga, hello chị Tâm. Hello chị Thúy. Là nào bọn kêu người được? Cái điện thoại kia không rồi. Không làm được cái điện thoại nào. Em chào tất cả các chị nhá, chị Lê Bảo, có chị nào nhìn em không? Cho em xin mỗi chị một hai lượt chia sẻ lên với nhá. Chấm bài và chia sẻ like của em với ạ. Nhiều sơ mi đẹp dã man, cả váy đẹp các chị mình ơi. Sơ mi đẹp và váy đẹp. Thật sự là năm nay sơ mi quá xinh luôn. Siêu xinh đẹp lắm chị ạ, đúng không? Mã siêu xinh là mã gì nhỉ? Hot hit dã man luôn. Chị vừa nhận được hai đơn hàng rồi, đẹp lắm em ạ. À, cảm ơn em và nhân viên. À, em yêu cái gì, nhân viên em yêu em. Rồi. Áo rời chị ơi. Chị Trương Huệ em cảm ơn chị nhá. Em vừa nhận được đồ. Ờ cái gì? Cái gì ảnh nội, cái gì? Nội cái gì đẹp lắm chị ạ, à? Là cái gì Đào Minh Phương đặt cái gì mà đẹp lắm. Chả nhẽ em chẳng có cái gì không đẹp luôn ấy. Nhà em không có cái gì không đẹp luôn. Các chị vào like cho em xin mỗi chị một hai lượt chia sẻ nhé các chị mình ơi. Chấm bài và chia sẻ like giúp em với ạ. Có cái gì tặng đầu like các chị tí cho vui nhỉ. Có gì tặng đầu like nhỉ. Áo em mặc mã mới này. Mới cứng cứng cưng mà có số lượng gọi là ít nhưng mà vẫn đang đủ size. Có áo khoác gì giả vest không chị. Áo khoác gì giả vest là nào. Có áo khoác nhiều nhiều lắm Hoài Thương ơi. Alo, hello chị Loan. Áo em mặc là 220. Mã mới đẹp lắm luôn, 220 thân lưới 3D. Hôm qua chốt đơn sơ mi. À, chưa được chốt đơn thì em chưa gọi hết chị ơi. Chưa được chốt đơn hết đâu chị Xuyên Nguyễn ơi. Đấy còn chị muốn chắc chắn thì chị đặt lại thôi. Sợ đâu là gọi chị không nghe máy. Em này quá xinh luôn, sơ mi hoa 3D lưới Hoàng Quảng Châu. Mẫu này hôm nay chốt đến 67 cân cho các chị luôn. Mẫu này hôm nay chốt đến 67 cân cho các chị luôn. Mã áo sơ mi là mã gì nhỉ? 853. Sơ mi 853 và lên số điện thoại. Sơ mi mã 853 kèm số điện thoại. 40 cân đến 67 cân. Mã hàng hôm nay các chị không phải tranh nhau luôn. Hàng Quảng Châu lưới 3D các chị không cần phải hỏi là có sướng không, có đẹp không. Có nhậm, có ngứa gì hết cả. Em bao sướng luôn. Thấy chưa? Em bao sướng cho các chị luôn ạ. Áo đẹp. Mới cứng mới cứng chứ không củng cái gì củng. à, áo đẹp mới cưng
mới cưng chứ không cửng em nhỉ. Ôi giời ạ. À. Mới cứng cứ cưng luôn đấy. Mới cứng chứ không cứng đúng không? Mới cứng chứ không cứng luôn các chị mình ơi. Đấy, mới cứng cứng cưng luôn. Sơ mi gì nhỉ? Sơ mi 853. Sơ mi 853 220.000. Sơ mi 853 và mình lên số điện thoại là các chị chốt đơn hàng từ 67 cân đổ lại, lém chốt đơn hàng từ 67 cân đổ lại, phải có mã hàng cho em mới nhá. Sơ mi 853 cứ mã hàng kèm số điện thoại là chốt đơn nhá. Cứng cứng cưng luôn. Em bao cứng sự cứng mới cứng cứng cưng sướng luôn. Em chia sẻ rồi nhé. Ok Minh Vương chị cảm ơn. Chân váy em đang mặc cá hương đỗ có hai màu. Sơ mi 853 kèm số điện thoại là có chị có đơn hàng. Hôm nay em bảo đảm bảo là em này có 300 bão luôn. Em này bảo đảm bảo là 300 bão luôn. Sơ mi 853 thân của nó là lưới 3D 2 lớp của hàng Quảng Châu. Quá là sang luôn, hàng mở cúc nhá. Mặc sơ mi nhà em bao đẹp với cả bao sang. Giá thành thì các chị mình không phải lo nữa. Thị trường đang chạy các chị hơn 300. Em bán các chị 100, à cái gì 220.000. Sơ mi 853 có 2XL. Chị ơi form rộng thoải mái bao đẹp luôn. Đấy chị Hạnh này ok. Chị Nguyễn Hường ok. Sơ, chân váy là CV13 nhá. Đây là CV13. Chị Tuấn Đạt hơn 12 là nó xòe hơn đấy nhá. Đấy còn con 12 này nó sẽ AA hơn đấy. Mã này là CV13 là 12 là chân váy. À 13 quên. Áo này chị mua rồi đẹp thật, đúng rồi, ok chị. Nhưng mà mã này lúc trước em về rất là ít. Và các chị tranh nhau và rất là nhiều chị chưa được. Thì bây giờ em lại về tiếp cho các chị một mẻ này nữa nhá, để các chị chia nhau luôn. Đấy, sơ mi 853 và lên số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. À, chị Trần Thị Thanh này. Chị Tuấn Đạt ơi nhớ là con này là 13, không phải 12 nhá. Còn nếu mà chị lấy con 13 thì nhà em vẫn có nhá. À, 10. Con này là 13. 13 nhá, còn 12 nhỉ. Ủa, lỗ lẫn lại. Đặt mã như cái L. Đặt mã như lờ châu xảo khế nào mà hai cái nó lỗ lận lẫn lộn. Các chị ơi, mới mới cứng cứng cưng luôn nên em đảm bảo các chị không phải chị nào tranh nhau. Ship Hà Nội nhanh thì chị Hường ơi tầm 2 hôm. Hoặc là hôm trước với hôm sau. Đây, đầu này. Vừa gội xong bóng lộn lộn luôn. Bóng lắm luôn đấy các chị mình ơi. Rồi em phát á. Em chiến đấu với các chị cho hết ốm luôn. Mấy hôm nay ốm kinh khủng luôn. Không phải lo gì, con này các chị mình yên tâm luôn. CV9 có khác CV9 màu có màu nào khác ngoài màu đen không? Chỉ có một màu đen. CV9 là cái con Sung Sung A mình đúng không? Ừ. Cúc đúng không? Con để có mỗi màu đen. Chị Hương Đỗ ạ. À? Hàng áo này mặc ok, mặc nhẹ và mát, đúng rồi. Mặc nó sang nữa các chị mình ơi. Lưới 3D nhá. Lưới 3D hàng Quảng Châu. Rất là nhẹ với cả sang. Màu chị đang mặc không biết em đã mua chưa. Chết thôi, mua nhiều quá anh không biết là đã mua chưa nữa. Các chị ơi, hàng nhà em lan toàn đồ đẹp. Chị nhận được hai áo đẹp mà sướng nhưng lại buồn vì thiếu cái quần Q24. Thôi thiếu bây giờ mua tiếp, lúc nào có lại mua tiếp. Ôi ôi, bây giờ hàng hóa nó khó khăn, em đếch đủ chia. Đấy, sơ mi này có size chị ơi, từ M trở lên thôi. Không có S đâu, M nhà em 40 cân mặc vừa. Mở nhà em 40 cân mặc vừa vì nó co giãn rất là nhiều. Đấy, co giãn nhiều. Sao không gọi ai? Chị Phúc ơi, đặt cái gì? Chân váy 13 nhà em chưa gọi hết. 13 nhà em chưa gọi hết đâu. Bây giờ chị lấy chân này này. 13 đấy. Đây. Không, chị ấy chị bảo là chị... Chị không thích xòe thì lấy ôm. Ôm hoặc là A. Em ơi, còn C43, A43 không? A43 là cái gì nhở? Váy. Váy à? Váy thì em không chắc đâu chị nhá. Váy thì em không chắc đâu. Chết thôi, sốt này làm nào nhỉ. Mã này cho em Lan là gì nhỉ? Mẫu áo của em nó mặc là 220. Mỗi chị đi ngang qua cho em Lan xin một lượt chia sẻ like để lấy động lực nhá. CV9 chị lấy 5 cái màu đen rồi. Ui dồi, ui sợ. Thế lấy làm cái gì 5 cái đồng phục à chị? Đồng phục đúng không? Nào ok nào, chốt mã này 10 phút nhá. Chốt mã này 10 phút ạ. Mỗi chị đi ngang qua cho em Lan xin một hai lượt chia sẻ like nhá. Mẫu này em đang mặc nó là thân lưới 3D. Con này thì em đã về một lần nhưng mà số lượng ít hơn. Và bây giờ em về đủ size cho các chị khoảng 300 áo. Chia luôn, được chưa ạ? Chị nào chốt mã này các chị lên đơn là sơ mi 853 và lên số điện thoại. Con này sẽ là tay lưới dài nhá. Tay lưới 3D của hàng Quảng Châu ép đá, được chưa ạ? Bao đẹp với cả bao xa. 40 cân đến 67 cân là các chị chốt đơn hàng. Sơ mi 853 kèm số điện thoại là các chị có đơn hàng. Đây chị ơi, chân váy này 13. Chân váy 13. CV13 có nâu với đen. Đây này, các chị mix cái tông nâu này lên rất là đẹp luôn. Chân váy em đang mặc là 40 đến 67 cân.
Chân váy CV 10 13 là 40 và đến 67 cân. Dáng này của nó hơi A này. Quá là đẹp luôn các chị mình nhá. Hơi A quá là xinh luôn. Màu đen với cả tông váy màu nâu. Chân váy là CV 10 13 kèm số điện thoại lém chốt đơn. CV 13. Các chị mix lên với tông đen hoặc là lên với tông nâu đều quá là đẹp luôn. Chân váy này cực dễ mặc luôn cho em. Đấy, màu nâu với cả màu đen, chân váy là 107. Sơ mi của em mở cúc chị mình ơi. Sơ mi 853. Chị Thêu Hà ok rồi nhá. Sơ mi 853 cho chị Tiệp Trần. Sơ mi 853 chị Xuân Mai ok em chốt đơn. Các chị cứ lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại nhá, là em chốt đơn hàng. Em qua mã luôn nhá. Con này thì không phải lo gì. Chị Tuyến Trần không có số điện thoại chị ơi. Nhớ là mã hàng không có số điện thoại là em không chốt được đơn đâu. Đừng có hỏi tại sao nhá. Đừng để em nhắc nữa, em ốm lên vì nhắc các chị ở đấy, các chị biết không? Em ốm lên vì nhắc nhiều quá. Nhà bọn nó bán hàng nó không còn hơi để nhắc các chị nữa đâu. Thế nên ai mua được thì mua, ai không mua được thì thôi đấy. Có dáng ôm hơn không? Có chị ơi, ôm hơn thì chị lấy con 6 ấy. Chân váy ôm hơn chị lấy con 6 nhà em, chả ôm vừa tầm đẹp mà có đủ size đấy. Sao không gọi cho chị Phúc ơi, nhà em chưa gọi hết đâu. Hôm qua nhà đặt nhà em chưa gọi hết đâu chị Sinh Chu ơi. Nhà em đã gọi hết đâu, chả có em like em cứ like thôi. Chị nhìn thân áo của nhà em này. Nó rất là vừa luôn mà sang. Được chưa? Sơ mi 853 và lên số điện thoại. Em cho chị cái con chân váy ôm hơn nào. Đẹp dã man. Con ôm hơn là con này nó đẹp vãi nái luôn đấy chị ạ. Đây này. Con ôm này này. Đẹp ơi là đẹp mà có đủ size. Mà nó lại còn dễ chịu ấy. Đấy. Đây này các chị ơi. Và nhà em làm cái gì cũng đẹp đúng không? Này ôm vừa tờ bao đẹp luôn đây. Em lên thử cho chị xem nhá. Chân váy em nó là đến 6-7 cân luôn. Đủ size số cho các chị mình mặc đẹp. Mã hàng và lên số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Cho chị gọn này vào tí đi. Chắc không kịp đâu. Mà... Trời ơi đẹp lắm luôn cái con này này. Đây chị muốn ôm hơn chị lấy con này này. Mày cần năng ăn đây nhá. Vẫn chưa lấy rồi, nó cứ lơ như kiểu vừa đẻ xuống giường thôi. Đây chị ơi. Cái này này cũng là ôm vừa tầm em bán bão luôn. Sơ mi 853 đấy chị Phúc cứ hỏi tại sao không gọi chốt đơn. Đấy chị comment mỗi là cái gì? Đá mi 853 chị có số điện thoại đâu. Chị không có số điện thoại chị cứ hỏi là sao không được chốt đơn hàng. Cũng có thể là comment của chị ở những cái live trước chị không có số. Thì gọi chị vào niềm tin à. Đấy. Mã cho em đây là sơ mi 853 kèm số điện thoại chân váy CV6 này. Đây chị này. Con này cũng quá là đẹp luôn. Chân này ôm đây. Chị thích ôm chị lấy con này. Đấy. Con này không xẻ sau nhá. Đẹp cực kỳ là đẹp luôn. Chân váy này là 195.000. Mã chân váy này là CV6 và cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. CV6 và mình lên số điện thoại. Chân váy này thì nó là chất Vitex. Nó sẽ co giãn rất là vừa cho các chị và dáng hơi A. Được chưa? Đấy, chân váy là CV6. 40 cân và đến 67 cân là các chị mặc vừa chân váy mã CV6 này. 195.000. Các chị mua hàng nhà em, các chị chỉ cần nhìn kiểu dáng thôi, không phải lo chất đâu nhá. Không phải lo chất nữa. Mix lên rất là dễ luôn. Chân váy lên đôi là CV6 và mình lên số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Nhớ là các chị đặt cái gì các chị cứ mã hàng kèm số điện thoại cho em. Mã hàng kèm số điện thoại. Chị nhận được váy và áo rồi, mặc đẹp lắm. Chị Trần Thiệu Anh em cảm ơn chị. Có được kiểm tra hàng có chứ. Chị Hương Việt ơi có. Chị nhá, nhận hàng cứ đồng kiểm cho em nhá. Chị mua cái gì các chị cứ để ý cho em. Đấy mua rồi ạ. Lần sau lại mua tiếp của em. Chưa? Tay áo này nó sẽ là tay dài. Áo của nhà em thì các chị mặc được cả mùa đông, mùa hè, mùa thu luôn. Lưới 3D, tay của nó là lưới 3D một lớp. Nhưng mà cái thân này của nó lưới hai lớp. Nó co giãn và rất là sang luôn. Và nhẹ và mát nhá các chị mình nhá. Mặc cả đông, cả thu, cả hè luôn. Con này sang nhở. Sơ mi 853 kèm số điện thoại. Chân váy là CV6 nhá các chị mình ơi. Chân váy này là 195. Khóa kéo đằng sau lưng. Mã nào cũng như nhau chị ơi. Mã nào cũng như nhau. Có mỗi cái logo này thì nó không thể có đủ tang. Có nghĩa là chữ D, chữ G, chữ C. Nói chung là nó như nhau hết chất liệu vải. Bởi vì nhà em đặt quá nhiều. Ít nhất là phải đến 2.000 con chân váy nữa rồi. Nó không thể có 2.000 cái tang đúng nhau được. Thì nó cả chữ C, chữ G nó đều như nhau. Nhá chị nhá, không phải lo gì. Mã cho em là chân váy là CV6 và kèm số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Hôm nay em có một cái con quần giả váy mới đẹp dã man luôn. Mã này lên đơn là sơ mi 853 kèm số điện thoại nhá. Các chị mình đặt cái gì thì các chị để ý hộ em với. Đây các chị ơi, lên con CV6 này 195. Cũng chưa có chị nào phải giả lại luôn. Con chân váy này, con này mới đẹp quá luôn các chị mình ơi này.
đẹp dã man là đẹp luôn. Chân váy là CV6 và lên số điện thoại 67 cân đổ lại, 40 cân đến 67 cân. Con này cũng là mã mới mà các chị không tranh nhau luôn vào ngay. Chân váy phải có mã mà áo cũng phải có mã cho em nhá. Chị nào không có mã là thôi đừng chốt đơn nữa. Không có là đừng hỏi tại sao. Trời ơi các chị mình ơi, em này cũng mới đẹp không. Đấy mã này các chị lên đơn là gì nhở? Sơ mi 206 kèm số điện thoại. Được chưa ạ? 220.000. Sơ mi 206 cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. 67 cân đổ lại là em chốt đơn. Sơ mi mã 206 mua 10 mã. Các chị mình cứ có số điện thoại cả 10 cho em. Chị Lê Tuyết thiếu số điện thoại chị ơi. CV6 kèm số điện thoại là các chị có đơn hàng. Áo này ạ, lưới 3D của hàng Quảng Châu, ép đá và mã mới. Được chưa? Đẹp không các chị mình ơi? Nhẹ dã man là nhẹ luôn. Con này mã đẹp nhỉ? Sơ mi mã 206 kèm số điện thoại. Con này chắc là hết trong phút mốt. 40 cân và đến 67 cân là các chị chốt đơn hàng, không phải lo luôn. Chân váy là CV6 các chị mình ơi. Và sơ mi lên đơn là sơ mi 206 là 220.000. Sơ mi 206 kèm số điện thoại. Chân váy này là 195. Các chị ơi tiền nó vừa tiền nhưng mà hàng của nhà em bao đẹp các chị luôn đấy các chị mình ạ. Không phải lo nghĩ gì luôn ý. Các chị cứ lên chuẩn ạ. Công nhận là CV6 mặc form chuẩn đẹp. Em cảm ơn chị. Hôm nay có lên dầu gội phủ bạc không? Chị Thanh ghi ơi, chị cứ đặt là comment là phủ bạc cộng số điện thoại. Không cần phải lên nhà em lúc nào có hàng nhá. Cứ về trải lên là đẹp, trải lên là đẹp thôi, không cần phải lên. Chị Thanh ghi cứ đặt là phủ bạc cộng số điện thoại nhà em. Vừa về cả một container luôn. Cả một container dầu gội phủ bạc luôn. Màu đen, màu nâu nâu sáng như tóc của em hoặc là nâu sô-cô-la. Đấy, chị cứ lên phủ bạc cộng số điện thoại nhưng không cần phải lên hay không lên đâu. Chị Hương Đỗ ok chốt CV6. Chị Huỳnh Phúc rồi chị ơi. Đấy, các chị cứ lên chuẩn số điện thoại cho em và mã hàng. Chị Bình Ngô ok, chị em chốt đơn. Đồ nhà Hương Lan đẹp nhức nách cả chị Trần Lên, em cảm ơn chị. Em cảm ơn tất cả các chị đã tin tưởng nhá các chị nhá. Mua gì thì các chị ủng hộ em. Chị ơi con này là sơ mi của nó là mã mới đấy. Toàn bộ của nó ép đá đẹp như thế này. Sang dã man luôn. Sang ơi là sang luôn, 67 cân vừa chị ơi. Thân của nó lưới này. Chị nào chốt sơ mi mã này các chị mình comment là sơ mi 206 và cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Sơ mi mã 206 của hàng Quảng Châu nhá. Sơ mi 206 40 cân và đến 67 cân là các chị cứ chốt đơn hàng kèm số điện thoại. Đổi sai được mà chị Ánh Hồng ơi, đổi được. Đâu rồi cho chị mượn cái cắt cái em ơi. Sơ mi 206 kèm đây này. Sơ mi 206 cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng đi. Đẹp lắm, rộng chật nhé, em hỗ trợ đổi sai. Đổi sai được, không đổi mẫu thôi nhá các chị nhá. Sơ mi 206 cộng số điện thoại là các chị có đơn chị Xuyến Hải rồi. Giãn chị ơi, chân này chồng chị đuổi chạy thoải mái luôn. Chồng các chị đuổi chạy thoải mái cho em luôn. Đây, đây nhá. Đấy, giãn rất là vừa tầm. Đây được chưa? Mà thân của nó còn như này. Chân đây ạ, nó giãn cho các chị đẹp luôn. Comment mã hàng là sơ mi 206 là kèm số điện thoại để các chị chốt đơn. Mẫu này em chỉ hết trong phút mốt thôi. Dầu gội phủ bạc ạ. Đấy, chị Tuyết Hoàng ok chị. Các chị lấy gội phủ bạc thì các chị cứ comment cho em. Bởi vì là nhà em rất là nhiều quần áo. Có thể là có những hôm em không tư vấn được dầu gội đâu, gội phủ bạc đâu. Nhưng mà các chị cứ mua về các chị trải lên ủ trên tóc cho em là các chị đẹp. Không cần vì phải gì cả. Đấy, không cần phải tư vấn nhiều. Hoặc là khi các chị để lại số điện thoại sẽ có bộ phận nhân viên tư vấn thêm cho các chị mình. Chứ không cần phải em tư vấn hết ở trên live đâu. Bởi vì cái thời gian nó không có nhiều với các chị nhá. Em lên live nó quá nhiều mã rồi. Đấy, thành ra là cứ quấn theo quần áo, chạy theo mốt. Đấy, còn những cái mã hàng mà phục vụ các chị, ví dụ như là mỹ phẩm hoặc là cái gì gì đấy, rất là nhiều thứ. Đấy, thì em vẫn có hàng cho các chị cứ đặt là có đơn. Con này đẹp nhờ. Con này ở ngoài còn sang hơn trên live rất là nhiều luôn các chị mình ơi. Comment mã hàng là sơ mi 206 và mình lên số điện thoại để các chị có đơn hàng. 206 chị Tuyết, chị Lê Tuyết này, chị Vũ Thị Tuyết. Ủa, hai cái số điện thoại. Ủa này, các chị mình có đẹp không? Quá là đẹp luôn mà sang. Mà giãn nhá, thân áo rất là vừa. Các chị mặc với quần cho em bao đẹp luôn. Sơ mi mã 206 và cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. 67 cân đổ lại các chị chốt đẹp cho em. 67 cân đổ lại là các chị chốt vừa. Nhớ là các chị mình đừng phải chờ em tư vấn nhá. Đấy, các chị cứ để lại mã hàng với cả để lại số điện thoại. Sẽ có nhân viên nhà em tư vấn cho các chị kỹ hơn. Đấy. Cái này có sai gì nhá? Cái này nhấc hết luôn này, không có cái gì. Úi dồi ôi, các chị mình ơi, hôm nay có con này đẹp vãi đái luôn. Mặc luôn nhá. Ủa, con này đẹp không? Con này mới cứng cứng cưng luôn. Con này mới cứng cứng cưng cũng có hoa vàng với cả hoa đỏ. Cho em Lan xin một lượt chia sẻ nữa đi. Các chị mình ơi, lấy động lực đi. 220, chị Xuân Thu ơi, 220, không phải lo gì đâu. Con này đẹp không? Con này mặc với chân váy xòe cũng quá là đẹp luôn. Con này lưới nhá các chị mình ơi.
lưới 3D, cổ tròn, được chưa ạ? Đẹp ơi là đẹp luôn, em bán các chị 185.000, chốt nhanh và luôn cho em này. Đẹp nhở? Lưới 3D ép đá hết như này, em bán các chị 185, tay pha gen, được chưa? Hoa vàng với cả hoa đỏ, mới vừa mới cập bến hôm nay luôn. Lên mã hàng cho em Lan là gì nhở? Đá 275. Đá 275 kèm số điện thoại là em chốt đơn hàng. Đá 275 cách số điện thoại nhá các chị mình nhá. Đẹp thế này luôn các chị mình ơi. Đá 275 của nó sẽ co giãn các chị này. Nó sẽ co giãn như này 4 chiều cho các chị luôn. Và đá sáng quắc như này. Em bán các chị mình 185.000. 40 cân và đến 6667 cân đổ lại là các chị mặc vừa. 40 cân và đến 67 cân là em chốt đơn hàng. Các chị mình ơi, lưới 3D 2 lớp giãn nhá. Đẹp thật sự luôn. Các chị thích mặc với quần sock, các chị thích đấy. Như canh nhà em đang mặc với quần giả váy kìa. Quần giả váy kia mã mới có ít lắm, nhưng mà gì tí em mới lên. Tẹo nữa em lên luôn. Chị nào lấy mã này các chị comment là đá gì em ơi? Đá 275. Đá 275 kèm số điện thoại. Chị Thanh ghi chân váy GV6 cộng với dầu gội. À cái gì phủ bạc nâu hạt rẻ. Ok chị, nâu hạt rẻ nhớ ủ cho em từ 2 đến 3 tiếng nhá. 2 đến 3 tiếng màu nó mới đẹp được. Đấy, đừng có ủ gội sớm quá là màu nó chưa kịp phá màu đâu chị nhá. Chị nào lấy mã này các chị comment cho em là đá 275 kèm số điện thoại. Đá 275 hoa màu vàng, tay pha gen mã mới này các chị này. Và đá 275 hoa màu đỏ em đang mặc trên người. Được chưa? 185.000. Không đẹp các chị không cần phải mặc luôn. Đá 275 cách số điện thoại 40 cân và đến 67 cân các chị mình ơi. À, dồn đơn chị Tạo ơi, đá 275 dồn đơn không dồn được đâu. Đá 275 kèm số điện thoại thì máy tính nó mới dồn cho chị được nhá. Đá 275 phải kèm số điện thoại. Chân váy này là 195.000. Đấy, cho chị em cho chị xem cái chân váy của CV9 ấy. Phải không? Cái con Cúc Cúc nhà mình đúng không? Đấy, cái con Cúc đấy cho chị xem. Đây chị ơi. Cái con chân váy 4 nhà mình đây cho chị một con chân váy này nữa. Con này đây chị ơi, chân váy này mấy? 9. Chân váy 9 này còn tùy size nhá, không đủ hết đâu. Các chị thích dáng này các chị lấy chân này. Chân này của nhà em thì cũng có 100 mấy? 170.000. Đẹp lắm là đẹp luôn. Mã hàng kèm số điện thoại của em với ạ. Đây, chân váy CV9 của chị nào vừa hỏi đây. Con này có 170.000. Chân váy CV9. Đấy các chị ơi, chị Anh pin rồi ok. Các chị ơi cứ lên chuẩn cú pháp nhá, đừng để em nhắc nhá. Nhắc là em bị không nhắc hết được là các chị lại bị sót đơn, em lại không bán được hàng. Chị ơi đây chân váy này cũng quá đẹp này. Con này nó dài hơn cái con xéo 6 vừa xong một tí nhưng mà logo của nó trang trí khác. Đấy em này cũng quá là đẹp luôn. Chân váy mã này các chị lên đơn là CV9 kèm số điện thoại. Tùy size con này cũng có đến 6-7 cân. Đấy con này là tay lỡ chị ơi. Đá 27. Đá 275. 275. Đá 275 hoa đỏ em đang mặc trên người và đá 275 hoa màu vàng. Chị ơi nhìn cái chân váy của CV9 nhá. Chân váy của CV9 có cả 2XL nhưng mà con này sẽ đương bị thiếu size. Thì chị nào còn size thì các chị mình chốt đơn thôi, thì nhân viên nhà em sẽ chốt đơn cho các chị mình. Đấy chứ còn con này thì sẽ không đủ size nữa. Chân váy này quá là đẹp luôn. Chân váy là CV9. Chân váy là CV9 và mình lên số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Đẹp nhức nách luôn, không phải lo gì. Chân công sở các chị mình nhá. Thích mix với áo sơ mi, mix với áo đá, áo gì cũng đẹp luôn. Chân váy này là 170 chị ơi. Đá 275. Không nghe tiếng chị thoát ra vào lại. Thoát ra vào lại đi, trong máy chị như nào rồi. Này, đẹp quá luôn các chị mình ơi. Chân váy chị nào lấy mã này các chị comment là chân váy CV9 và mình lên số điện thoại để các chị chốt đơn hàng. Áo để các chị lên đơn là đá 275. Đá 275 cộng số điện thoại là em chốt đơn hàng. Đá 275 các chị mình nhá. Em tranh thủ em lên sơ mi cho các chị một tí. À con này mà cái công sở em lên cho chị một cái con của 23 đi em ơi. C23. C23 áo sơ mi chấm bi. Ủa đẹp không? Các chị mình ơi, em đang mặc chân váy của CV9 nhá. 170.000. Con này thì em quá bao đẹp cho các chị luôn rồi. Các chị mặc với sơ mi công sở, các chị đẹp mặc đi làm, các chị mix với những áo đá như này cho em lên set quá là xinh. Con này em sẽ có từ size 40 cân đến 67 cân. Nhưng về cơ bản là nó sẽ đang bị lẻ size. Đang bị lẻ size có nghĩa là có một số size bị hết nhà em chưa bù được. Thì ví dụ như chị nào vào cái size hết thì thôi mình chọn mã khác nhá. Được chưa? Các chị nào thích chân váy này các chị cứ comment là CV9 mà lên số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Đẹp dã man luôn chân váy này. CV9 chân váy nhà em không có chị nào phải thất vọng luôn. Chân váy mã là CV9 và cộng số điện thoại. Áo đá các chị lên cho em lên là đá 27.
5 kèm số điện thoại. Em ơi thích quá mà chốt đơn từ chiều qua chưa tổng được đơn hàng cho chị. Chị Linh Tùng ơi, nhà em chưa gọi điện à hay như nào? CV9 ạ. Đẹp mà không có. Màu nâu chị lấy 5 chiếc liền. Ôi dồi ôi chị ơi, không có nâu. Con này đẹp đúng không? Chị lấy 5 cái màu đen rồi đúng không? Chị ấy chị đang lấy 5 cái đen, bây giờ chị lấy muốn lấy 5 cái nâu nhưng con này em chỉ có mỗi màu đen. Con này em cũng thiết kế và đặt riêng đấy. Nhưng mà bây giờ nó đang bị lẻ chị ạ. Trời ơi, em toàn phải ăn mới thiết kế được các chị mình ơi. Con này em cũng tự thiết kế đấy. Đây này, khóa kéo đằng sau lưng, dáng của nó xuôi xuôi, à quá là đẹp luôn. Hay là con này em lại đặt tiếp nhỉ? Con 9 này hay là em lại đặt tiếp cả nâu cho các chị nhá. Em lại đặt tiếp nhá. Đặt tiếp đủ size. Rồi ok. Các chị lên mã này, nhưng mà bây giờ em chưa lắm nợ đơn đâu nhá, đừng đặt vội nhá. Bây giờ các chị chốt nguyên đen cho em đã. CV9 là 170.000 đến 67 cân. Các chị mặc đẹp, suông đẹp, quá là đẹp luôn mà tôn dáng. Đá cho em là 185.000. Các chị bỏ qua con đá này tiếc quá luôn. Nay nhận được áo siêu xinh rồi, đẹp lắm chị Nhung Lương, em cảm ơn chị luôn. Đá 275 kèm số điện thoại. Chị Ben Phạm ơi, chị không kèm số điện thoại. CV9 màu đen làm gì? Có số điện thoại đâu mà chốt được đơn chị ơi. Không có số điện thoại không chốt được đơn kia kìa. Ai có số mình đến không ha? Đây, em lên cho các chị một con sơ mi này nữa luôn. Đây, sơ mi công sở luôn nhá, chấm bi. Rất là nhẹ luôn. Chân váy là CV9 nhá các chị mình ơi. CV9 và cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Đến 67 cân luôn. Đây, các chị mình ơi, mix với áo sơ mi lên quá là xinh luôn. Công sở các chị mặc đi làm 62, 63 cân đổ lại. Các chị mặc sơ mi chấm bi của em. Mà áo sơ mi em mặc trên người là 160.000, 40 cân và đến 60 cân ạ. 62, 63 cân là các chị mặc đẹp. 40 cân đến 62, 63 cân. Khóa kéo đằng sau lưng, chân váy là khóa kéo sau lưng hết chị ơi. Em đặt hết rồi, nó quá tiện và đẹp luôn đó các chị mình ơi. CV9 cho em ạ. CV9 và cộng số điện thoại. Mỗi chị đi ngang qua cho em Lan xin một lượt chia sẻ nhé các chị mình ơi. Đấy, các chị cứ lên mã hàng kèm số điện thoại là máy tính nó tự động dồn đơn. Này, cái này nó cứ báo lỗi không thể phát video suốt rồi. Cách nào mạng nó cứ thoát ra lại vào lại. Quá là đẹp luôn như này. Em đặt CV9 màu nâu đi, chị đợi, chị thích dáng đấy. Rồi, ok. Nhưng mà chưa dám nhận đâu nhé chị nhá. Lúc nào có nhà em like thì các chị mình chốt nhá. Đấy, mã là CV9 và cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. 40 cân đến 67 cân là các chị chốt đơn màu đen. Một màu đen đã cho em với. Đẹp lắm luôn các chị mình ơi. Nhẹ bẫng luôn, con áo này của em sẽ 3 màu. 3 màu và sẽ là, gọi là có những cái màu đen này. Và con này sẽ là chưa bù được hàng đâu này. Màu đen với màu B thì còn lẻ đấy các chị mình nhá. Và màu trắng thì còn xem đủ. Rất là mềm luôn và bao mát. Chị nào lấy áo chấm bi em đang mặc trên người, các chị comment là C23 kèm số điện thoại là em chốt đơn. C23 là mã áo chấm bi em đang mặc trên người. C23 chị ơi, hàng nhà em Lan đẹp nhất nách à. Em cảm ơn chị Bình Ngô, chị Vương Liên này, chị Tuyết Linh ạ. Chị Nguyễn Linh ok em chốt đơn hàng. Áo em mặc là 160.000 chị ơi. Áo này mặc thích và nhẹ. Đẹp quá luôn các chị mình ơi. Mã hàng kèm số điện thoại là C23 cách số điện thoại. CV9 có túi không? Có túi, hầu như là không có túi đâu chị ạ. Không có túi đâu, bởi vì là túi nó cũng hay bị kiểu khó hơn, nó phùng ấy. Nó hay bị phùng ấy nhá. Chị nào lấy mã áo sơ mi này, các chị comment là C23 kèm số điện thoại là các chị chốt đơn. C23 cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. 160.000 một áo. Em có màu trắng em đang mặc này. C23 em có chấm bi màu đen. C23 em có chấm bi màu B. 160.000, 62 cân, 40 cân và đến 62 cân là các chị mặc đẹp. 40 cân đến 62 cân là các chị mặc xinh. Đẹp quá luôn các chị mình ơi. C23 cách số điện thoại là em chốt đơn hàng. Màu thì do khách hàng chọn nhé chị ơi. 160.000. Chất nó mềm ơi là mềm, mà con này bán số lượng bão luôn các chị ạ. C23 kèm số điện thoại, chấm bi màu trắng này. Chấm bi thì mặc không bao giờ bị hết mốt luôn các chị mình ạ. Không bao giờ bị hết mốt luôn, bởi vì là mãi mãi nó là những con chấm bi này nó rất là hot. Chẳng qua là kiểu cách của nó là may mở cúc hoặc là may cái kiểu cổ khác đi thôi. Đấy. Chị ơi, muốn đặt một cái, chị đặt 100 cái thì được, chứ đặt một cái thì không có. Đấy, nhà mình chỉ có con nào có túi nhà con 4 nhà mình đúng không? Con 4 còn xem đủ đấy. Chị ơi, nhìn con chị nó đi, con gì nó lớn. Chị, ôi, em qua em có rút mạng của chị không? Có, rút rồi.
Nó cứ tẩm tà tẩm tịt như này thôi. Các chị mình ơi, mạng mẽo chán cái con đời lắm rồi. Mã này các chị lấy thì comment mã hàng là gì nhỉ? C23 chị ơi, màu đen này. C23 của em màu B này, và C23 trắng em đang mặc trên người. Mã áo các chị comment là C23 nhá. 160.000 chị ơi. Đẹp ơi là đẹp luôn. C23.bi. Chị nhìn cái thân áo nó rất là vừa luôn cho các chị mình luôn. Đấy. Chị muốn có túi thì chị chờ em lên một mã nữa cho các chị đây. C23 kèm số điện thoại là em chốt áo chấm bi. Nhẹ ơi là nhẹ luôn. 160 chị nhá. 160.000 một áo. Đây em lên cho chị một con có túi đây. Một con có túi, lấy con 4 cho chị này. Đẹp cực kỳ luôn. Chị thích có túi đúng không? Lấy mã này. Ừ. Đây nhá. Các chị cứ lấy cái gì các chị cứ để lại mã hàng với cả để lại số điện thoại là ok. Thích có túi thì duy nhất có con này, nhưng mà là hàng 220. Hàng 220.000. Đây chị này. Lấy em này cho em. Siêu đẹp luôn. Túi đây. C23 là 40 đến 62 63 cân. Chị Michi Huệ ơi. Mã này cho em Lan làm. Chân váy con này là 220, em này có màu đen với cả là có màu nâu em đang mặc, và em này sẽ có túi và hàng 220. Em này thì quá nhức nách, nhưng mà mỗi tội là cũng đang xem không đủ size đâu. 40 cân và đến 66 cân là các chị chốt đơn chân váy màu nâu với cả màu đen, 220.000. Không phải lo đến chất nữa, nhưng mà em sẽ đang chọn khách đi nhá. Vì con này đang không bù được nữa rồi này. Con chân váy này cũng quá xuất sắc luôn. Mã chân váy các chị lên đơn là CV4 và mình lên số điện thoại. CV4 cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng màu đen và CV4 nâu. Dáng của nó hơi xòe xòe a thôi các chị mình nhá, rất là dễ mặc luôn, và chất thì không phải lo. Vì con này em đã bán số lượng quá nhiều luôn và bây giờ đang không bù được nữa. Không bù được hàng nữa rồi. Các chị nhá, con này sẽ có túi, hàng 220.000. Dáng của nó quá là đẹp luôn đây. Mã này các chị lên đơn là CV4 kèm số điện thoại. CV4 các chị chốt chân váy nhá. Đẹp ơi là đẹp luôn, CV4 nâu và CV4 màu đen. Được chưa ạ? Áo sơ mi của em đang mặc trên người là mã mới này. Lên mã hàng cho em Lan là gì nhỉ? Sơ mi 259. Sơ mi 259 và lên số điện thoại. Các chị ơi con này đẹp lắm luôn. Sơ mi mã 259 có đến 67 cân các chị mặc đẹp. Đấy, nhớ là mã hàng phải kèm với số điện thoại nhá. Em mặc áo đen canh mặc đi em. Đâu con áo? Em mặc hết rồi mà. Ba em này là em mặc hết rồi chị. Tí nữa em mặc lại cho chị xem cái con nào thôi. Cái con đầu lai tí em mặc sau. Đấy. Áo em mặc bao nhiêu tiền? 220.000. Con này cũng mã mới đến 67 cân. Tất cả của nó ép đá. Chị gửi thông tin vào mét cho em rồi ok. Chị ơi gửi vào mét thì sẽ có nhân viên làm tin nhắn ở mét nhé các chị nhé. Đấy, sẽ có nhân viên làm tin nhắn ở mét. Chị nào lấy sơ mi mã này các chị comment là sơ mi. Sơ mi 259. 259 cộng số điện thoại. Con này sẽ chốt đơn từ 40 về đến 67 cân. Đẹp ơi là đẹp luôn. Nó sẽ co giãn rất là nhiều và hàng ép đá. Chân váy mã này các chị lên đơn là CV4 kèm số điện thoại lém chốt đơn 220.000. Em này sẽ khóa kéo đằng sau và quá là đẹp luôn, không phải lo gì. Đấy, chân váy này của nó quá xinh luôn ạ. Chân váy là CV4 cộng số điện thoại. Em này sẽ có túi nhá các chị nhá. Các chị nào thích túi thì các chị lấy mã này. Con này thì bao đẹp và bao sang cho các chị rồi. Được chưa? Màu đen với cả màu nâu. Chả vì là nó bị gì ạ? Nó bị thiếu size cho nên em lên đá đưa một tí thôi. Còn con nào có số lượng hơn thì em sẽ like lâu một tí. Đấy, chị ơi lấy C23, C23.bi đen rồi ok. Đen trắng luôn. Chị ơi chấm bi màu đen là màu đen mà trắng là trắng. Đấy, đen là đen hết cả thân áo và chấm bi trắng. Còn gì à? C23 trắng là nền trắng và chấm bi đen. Đấy, không là tí lúc phải chốt đơn nhầm đấy chị ạ. Mã này cho em Lan là CV4 và mình lên số điện thoại. Sơ mi mã này của em mã mới đẹp không? Chất của nó co giãn và bao sang. Sang ơi là sang luôn các chị mình ạ. Đối với một con áo nâu như này các chị có thể mix với tông váy màu đen hoặc mix với tông váy màu nâu cho em đều đẹp. Đấy, chân váy này là mã 220. Áo thì các chị mình ạ. Áo cũng 220 luôn. Con này mã mới đẹp ơi là đẹp luôn. Sơ mi mã 259 kèm số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Sơ mi 259 cộng số điện thoại là các chị chốt đơn các chị nhá. Đấy. Trời ơi con này đá sáng lắm không phải lo gì. Em bao đẹp các chị luôn.
Nhận hàng các chị cứ đồng kiểm luôn, mặc vừa đẹp vừa sang. Quần giả váy màu đen á, rồi ok chị. Lên một cái mã mới của quần giả váy kia đi. Em cho chị một con sơ mi kia nữa đi. Đẹp dã man, chị nào lấy mã này các chị comment là sơ mi. Sơ mi 259. 259 cộng số điện thoại. Con này mà kể cả mặc với quần ấy các chị mình ơi, mặc với quần vẩy của em thì cũng gọi là đẹp nhức nách luôn. Đấy con ngoài đi em, con ngoài cho em cầm đấy. Sơ mi mã 259 là đến 67 cân các chị mặc đẹp nhá. Hàng lưới rất là đẹp luôn. Sơ mi mã 259 và chân váy của CV4 nhá. Các chị phải nhớ từng cái mã chân ấy. Ồ em lên cho chị con chân váy đen mới mà bạn chị. Nguyên màu đen. Đến size gì ấy? Cái này nó gần giống con gì nhỉ? Gần giống con 10 nhà mình à? XL à? Hay là 2X? Phải không? Bảo nó kiểm tra cho. Có 2. Đẹp lắm luôn đây. Có một cái con chân này mới cửa cưng. Nó gần xem giống cái mã của CV mười mấy nhà mình nhỉ? CV13 nhỉ? Gần giống xem nhưng con này có mỗi màu đen. Cái cúc của nó trang trí to hơn đây này. Các chị lấy dáng này AA mà nó ngắn hơn con kia một tí. Ngắn hơn con 13 nhà mình đúng không? Con này đẹp quá. Đánh hẳn mã mới nhá. Đánh hẳn mã mới luôn. Cúc của nó khác cái này. Xếp ly mà có mỗi màu đen. Dáng này ngắn hơn A hơn một tí. Con này cũng xinh quá luôn. 170.000 một chân. Các chị nào lấy chân váy mã này các chị comment là CV mười mấy rồi em? CV18, à 17. 16 rồi. Ừ, 17 nhá. Lên mã CV17. Con này dáng cũng rất là đẹp luôn. Mỗi màu đen. Dáng của nó AA xinh ơi là xinh luôn. 170.000. Size đến 2XL cho các chị mặc đẹp luôn. Size đến 2XL là 65-66 cân. Con này thì quá đẹp rồi. Mã mới nhá các chị mình ơi. Lên chân váy mã CV17 hộ em ạ. À. Mua hàng nhà em lan quá nhiều rồi mà vẫn muốn mua. Chưa bán gà hết à chị? Chưa bán hết gà. Chị nào lấy chân váy mã này ạ à? Chị ơi chất thì không phải lo chất. Chân váy nhà em nhận hàng các chị mặc đồng kiểm cho em mặc thử luôn. Hàng bao đẹp luôn, khóa kéo sau lưng nhá. Chị nào lấy chân váy mã này các chị lên đơn là CV17 cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Dáng của nó là dáng A này. CV17 kèm số điện thoại. Được chưa? Một màu đen duy nhất. Chân áo này các chị lên đơn là sơ mi. Sơ mi 232 và lên số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Cũng mã mới 67 cân mặc đẹp luôn cho em. 67 cân mặc lại mặc đẹp ạ. Các chị mình ơi, lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại nhá. Thế nên là các chị mình cứ hết tiền mới hết gà mấy em luôn. Được ạ. CV4 mà L72 chị Bình Nguyễn ơi, Nguyễn Bình ơi có nhá. Chị Nguyễn Thị Dung ok, CI3 trắng rồi. Đấy, chân váy bao nhiêu tiền em kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Thành Minh ơi, chân váy bao nhiêu kg vậy em kèm số điện thoại thì bố em chả biết chị mua cái nào. Chị ơi cái mã hàng đâu? Chị Linh Tùng, chị Xuân Mai chốt C17. Chốt nhanh con này mã mới. Con này gần giống cái con 10 à. 13 nhà em vừa đấy ấy. Nhưng mà cúc của nó trắng này, cộng với cả nó vẫn có may vắt này, cúc của nó cúc trang trí to hơn, với dáng của nó sẽ ngắn hơn một tí và hơi A hơn như này. Đấy, quá là đẹp luôn, con này mặc xuống nhỉ. Các chị mình ơi, lên mã này cho em đang là CV17 cộng số điện thoại. Em có một màu đen duy nhất thôi. Mã mới quá là đẹp luôn. CV17 cộng số điện thoại là 170.000. Chị nào lấy sơ mi mã này các chị comment là sơ mi 232 kèm số điện thoại là em chốt đơn. Sơ mi mã 232 là mã mới nhá. Hết gà rồi. Đang gây đàn khác, bao giờ bán thì chị mua tiếp. Bao giờ được bán. Rồi ok thôi. Đợi gà nó lớn nữa nhá, không có là bán gà non nó không được giá chị nhá. Đẹp nhờ, các chị ơi công sở đi làm, đi đám cưới, đi đâu cũng đẹp và sang luôn. Quá là sang luôn. Đấy, bao đẹp và bao sang các chị mình. Thật sự kể cả những em sơ mi này, các chị mình mặc á, các chị sơ mi này, các chị mặc với chân váy, các chị mặc với quần Âu. Rất là đẹp luôn, quần vẩy cho em đều đẹp và sang. Sơ mi 232 kèm số điện thoại là em nhận đơn hàng. Con này của nó là lưới 3D co giãn mà các chị nhìn thân áo của nhà em nó quá sang cho các chị luôn. Quá là đẹp và sang nha các chị nhá. Lên mã hàng và mình lên số điện thoại để các chị chốt đơn hàng. Sơ mi mã 232 là đến 67 cân size 2XL. Tay áo nhà em là dáng dài, các chị không thích dài các chị có thể kéo lên như thế này. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Chân váy đẹp quá nhỉ.
Các chị ơi, mã mới đẹp nhở, mà nó rất là ôm bụng nhá. Chất của nó rất là ôm bụng luôn, khóa kéo sau lưng, nhìn người nhỏ tí luôn đấy nhở. Sơ mi mã 232, chân váy là CV17 các chị đẹp ơi. CV17 và mình lên số điện thoại để các chị chốt đơn hàng. 17 các chị chốt luôn đi, bởi vì 17 con này em mới về được khoảng tầm 200. 200 nhưng mà em chỉ like highlight là banh nóc luôn. CV17 các chị chốt chân váy cho em ạ, đến 67 cân các chị mặc đẹp. Cao 1m50 CV17 mặc vừa chị ơi. Mặc đẹp nhá chị ơi. Áo là 220 thôi chị ơi. Chị Phượng Nguyễn ơi, không phải lo giá đâu. Quan trọng là chị có thích hay không thôi. Thật sự, thị trường toàn hơn 300 hết. Không phải lo gì. Con này hàng mở cúc của nhà em. Nếu mà các chị mặc quần, các chị không sơ vi nó rất là vừa. Đặt, chị đặt hàng mấy hôm nay không thấy chốt đơn. Chị ơi đặt lại cho em với chị Đào ơi. Rất là nhiều comment bị ẩn rồi. Các chị comment sau like ấy. Nhà em không lọc được đơn ấy các chị mình ơi. Chị ơi nhìn thân áo của em này. Sơ mi mã 232 và mình lên số điện thoại cho chị một con áo sơ mi nữa. À em cho chị con sơ mi một màu mà nó có cái màu than màu gì ấy. Màu than ấy. Đây đây đây, để chị mặc với con chân váy này cho các chị xem. Nhìn con này đá ở ngoài nó đẹp ơi là đẹp luôn. Áo là 220.000. Mã áo các chị lên đôi là sơ mi 232 kèm số điện thoại. Sơ mi 232 nó là hàng ép đá mở cúc của hàng Quảng Châu. Đây nhất đến 67 cân là có đến 2XL. Mà thân áo nhà em nó rất là vừa cho các chị mình. Chân váy các chị lên đôi là CV17 cho em đi. CV17 và mình lên số điện thoại để các chị chốt đơn hàng. Đây các chị mình ơi, em lên một con này cho các chị mình cho nổi nhá. Cho các chị nhìn rõ này. Con này có 2XL chưa nhỉ? Đây. Đây các chị mình ơi, nhìn con CV17 em đang mix với con áo gì nhỉ? Uầy, đẹp quá. Có dáng chân váy này đẹp đấy các chị mình ạ. Mặc lên rất là gọn người luôn. Gọn người và xinh ơi là xinh luôn. Mã mới đấy, CV17 cho em đi. CV17 và mình lên số điện thoại để các chị chốt đơn hàng. CV17 con áo này thì nhẹ bẫng bằng bâng như không mặc gì luôn. Các chị cứ mua 10 mã có số điện thoại cả 10, sẽ có bộ phận nhân viên tư vấn cho các chị nhé. Chị em kiểm tra cho chị chứ đặt lâu rồi mà chưa thấy có. Chị Nhung Võ phải lên số để em kiểm tra đơn chị. Em lên mã quần giả váy màu đen đi em. Rồi ok, quần giả váy màu đen bây giờ lên. Có mã mới đẹp lắm nhưng có ít thì chờ em một tí đi. Rồi à, các chị mình muốn kiểm tra đơn thì các chị phải lên số điện thoại để em mới kiểm tra được. Được chưa? Áo này là 150 đúng không? Vâng. Mã là gì? C85. Trời ơi, nhẹ bẫng luôn, công sở đi làm này. C85 cho em lan màu xanh than. Được chưa? C85 màu xanh than này. C85 em có trắng này. Và C85 đen. C85 màu đen. Đến 65-67 cân các chị mặc vừa. 150 một áo. Chị nào lấy áo này các chị comment là C85 kèm số điện thoại là em chốt đơn hàng. C85 và chân váy của CV17. Chân váy là 170 và áo là 150. Con này thì mặc nhẹ bẫng bồng bông luôn. Tay lỡ nha các chị mình ơi. Đó, chị nào lấy mã này các chị comment là C85 cho em màu xanh than, C85 đen và C85 trắng. 67 cân các chị mặc vừa, 3 màu do các chị chọn. Size số nhà em tư vấn vừa, em mặc trên người màu xanh than đây. Nhẹ bẫng luôn, các chị mặc với quần Âu, quần gì ạ? Quần vẩy hoặc các chị mặc với chân váy cho em đều xinh hết. Đi công sở hay đi làm các chị mình ơi, nhẹ và mát luôn, không phải lo gì. Bao nhẹ luôn mà sơ mi thì các chị mặc rất là dễ. Rất là dễ mix đồ, mix với quần, mix với chân váy đều đẹp và đứng đắn nhá. Áo là 150 chị ơi. Mã hàng là C83 đúng không? Và C85. À C85 xanh than ạ, 150 chị ơi. C85 của em đang có màu đen và C85 trắng. Size từ 40 cân và đến 67 cân là các chị chốt đơn. Size từ 40 và đến 67 cân là các chị mặc đẹp. Xinh ơi là xinh luôn mà chất mềm sướng luôn chị ơi. Cổ của nó sẽ cổ Đức này. Đấy, gấp chân bèo như này cho các chị luôn. Đấy, gấp chân bèo. Trắng đen và xanh than nhá. Trắng đen với cả xanh than. 150.000 các chị mình ơi. C85 kèm số điện thoại là các chị có đơn. Em ơi áo kẻ, váy kẻ 33 còn không? T33. T33. Chị Lý Nga, T33 là cái gì nhỉ? T33 là váy em chỉ phải kẻ váy trơn mà. Váy trơn mà chị, làm gì phải T33? Chị Lý Nga làm gì phải không phải váy kẻ mà váy T33 còn không? Còn. Còn chị ơi, T33 còn. Em lấy con váy công sở mới hôm nay chị bảo em chưa? Quên à? Ở dưới nhà ấy. Cái con chỗ lai ấy. Ở chỗ ngoài ấy. Em này là 150.000 một áo.
thân áo nó rất là vừa nhá, cái con váy hàng Quảng Châu ấy nó ở giữa đây, đẹp ơi là đẹp luôn. Đấy rồi, ok các chị mình ơi, C85 kèm số điện thoại là 150.000 một áo. Các chị cứ lên chuẩn cú pháp cho em là các chị cho đơn hàng. C85 kèm số điện thoại. C85. Em ơi tiện con này mày cho chị một con áo đỏ sơ mi nữa đi. Các chị bắn phát nữa xong rồi là lên quần và váy đi. C85 các chị cứ mua 10 mã có số điện thoại cả 10 cho em là ok. Chân váy là CV17. Mã chân váy phải có mã đấy. Cũng như là các chị đi chợ các chị mua mắm mua muối thì các chị phải có cái tên. Các chị đặt hàng không có mã hàng nhé, em không chốt được đơn đâu. Quá là đẹp luôn này các chị mình này. CV17. Đây, lên con này chắc một phát này nữa cũng hết rồi. Chị Yến đỗ C85, chị Nhung Võ kiểm tra đơn hàng phải kèm số điện thoại cho em, viết tắt cũng được. Chị Tô Yến ok rồi. Chị ơi con này quá là xuất sắc luôn. Con này quá là đẹp luôn. Chân váy là CV17. Chất nó giãn nhưng mà giãn đanh, khóa kéo là sau lưng và không xẻ nha các chị mình nhá. Nó sẽ dập dập ly như này là rất là đẹp luôn này. Và áo này các chị mình ơi chốt đến 67 cân mặc đẹp. Lưới 3D. Lưới 3D rất là xinh luôn. Mã này chị nào lấy các chị comment là gì nhỉ em? Sơ mi 256 và mình lên số điện thoại để các chị chốt đơn hàng. Sơ mi mã 256 nó là lưới 3D và hàng ép đá. Và nhớ là lưới của nhà em không nhặm không ngứa gì đâu nhá. Các chị cứ hỏi là có nhặm không mới có ngứa không. Em bao sướng chứ không phải bao ngứa nhá. Bao sướng cho các chị mặc đẹp luôn mà hàng mở cúc nó sang như này. Con này sẽ là 220.000. Đấy, em gửi hàng cho chị chưa? Chị Luyện Yên ơi, nhân viên nhà em gọi điện cho chị là chốt đơn rồi đấy chị nhá. Chứ em không kiểm soát được hết đơn đâu, nên đi chưa đi rồi đâu. Sơ mi dài tay còn không? Ui rồi, ôi chị Lý ơi có đẩy đấy. Áo gì chất gì đấy. Mát màu đen. Cái gì đã chị Phạm Trọng? Hàng nhà em là bao sướng luôn, ngồi bao mát nữa đâu chị ạ. Khổ thật ý, cái lại có chất gì đấy, có mát không? Ôi giời ơi, các chị toán hỏi thừa thôi nhá, không phải hỏi lo cái gì cả. Chị nào lấy sơ mi mã này các chị comment là sơ mi 256 cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Sơ mi mã 256 con này sẽ là lưới 3D ép đá Hoàng Quảng Châu, 220.000 và size từ 40 và đến 67 cân là các chị chốt đơn. Sơ mi mã 256, tay của nó sẽ là tay dài. Các chị có thể kéo tay lên như thế này, mặc được cả xuân hè thu đông, em bao đẹp bao mát và bao cả sang bao cả sướng luôn. Được chưa? Co giãn rất là nhiều. Mà nhìn thân áo thân váy cho em này. Đấy, mặc lên là quá là đẹp luôn. Lên đơn cho em đây là sơ mi 256. Duy nhất có màu đỏ thôi chị ơi, hôm trước về màu vàng không còn một cái nịt nào đâu. Sơ mi mã 256 kèm số điện thoại. Các chị dồn đơn các chị cũng phải kèm số điện thoại cho em với. Các chị mình ơi, 220. Chân váy này là 170. Mã CV17 là 170. Đấy, được chưa? Sơ mi gì em? 256 kèm số điện thoại. Nó quá là sang luôn. Các chị nhận hàng được, các chị còn cảm ơn em luôn. Mặc nó rất là đẹp. Đấy, và bao sang, bao dễ chịu các chị. Mix với quần thì tí nữa em mix sau. Bây giờ em đang lên mấy váy đã nhá. Em đang lên mấy váy đã. Này, thân áo nó sẽ co giãn như này. Em cho chị một cái con à... con kia, con quần giả váy kia mặc với cái gì nhờ? Quần giả váy mặc với cái gì cho nó sướng sướng nhờ? Hả? À, chị đang muốn sơ vin với một cái áo nào để cho nó lộ cái chân váy, cái quần ra ấy. Em có con áo đá chân trơn nào? Đẹp ớt là đẹp luôn đấy. Các chị mình ơi lên một con quần giả váy nữa. Hả? Không. Sơ mi 256 chị à... Vũ Tuyến ok chị ơi, rất là vừa luôn, không phải lo gì nữa. Hàng co giãn cho các chị mặc đẹp này. Lên mã hàng và lên số điện thoại mày cạn đấy nhỏ. Đây các chị mình ơi. Không phải lên con siêu sinh kia cho đỡ phải nghĩ. Lên con siêu sinh cho đỡ phải nghĩ nhá các chị mình ơi. Đây, con quần giả váy này hôm nay có cực kỳ là ít luôn. Có tím là đang đủ đúng không? Tím là đang đủ. Đây các chị mình ạ. À. Đây này các chị này. Em lên cho các chị một con quần giả váy mới. Xinh ơi là xinh luôn. Có 2X đúng không?
Ồ đẹp lắm, cái chất này thì chưa có bao giờ. Thật sự là chất này chưa có bao giờ luôn. Đấy. Nó sẽ là có màu đen với cả là có màu gì ạ? Có màu đen với cả là có màu xanh với cả có màu nâu. Rất là đẹp luôn nhá. Thôi em sơ vin vào cho các chị nhìn rõ cái form này. Sơ vin vào, còn bình thường các chị có thể không sơ vin. Đem sơ vin cho các chị xem mấy cả. Rất là đẹp luôn, 65-66 cân các chị mặc vừa. Em này để chất nó đẹp lắm luôn. Nó là dáng quần nhá các chị nhá, quần đùi nhưng mà may giả váy. Rất là đẹp luôn mà chất thì siêu sướng luôn, 170.000 một chân. Con này là chất đắt đấy chị ạ. Thật sự là nó đẹp. Đấy, chất nó rất là đắt luôn. Mà không có số lượng quá nhiều đâu. Mã này của em mới về, các chị nhìn cho em bảng màu nhá. Quần giả váy hộ em. Được chưa ạ? Quần giả váy mã này các chị lên đơn là quy gì em ơi? Quy 19 và lên số điện thoại. Lên dáng nó đẹp dã man, chỉ có màu đen với màu đen với màu nâu tây là có size 2X thôi. Còn đối màu xanh này em chỉ làm đến XL. Đẹp không các chị ơi, quần giả váy này mà chất thì siêu sướng luôn. Cái chất này là cái chất em may cái váy 220 đấy. Đấy, đẹp lắm, khóa kéo sau lưng mà chất mát nhẹ tênh luôn. Q19 à? Q19 là các chị chốt quần giả váy giúp em này. Được chưa? Nâu tây là có đến 66 cân. Nâu tây với cả là đen. Các chị bỏ qua mã này là quá tiếc luôn. Quần giả váy mã mới nhá. Trời ơi, đẹp nhờ màu nâu tây này. Q19 cho em và lên số điện thoại là 170. Chất này khách hàng không phải nghĩ gì. Trẻ mặc được, chung chung mình mặc xinh. Lên nó là như một cái váy A luôn. Nhưng mà thực ra nó là cái quần đùi. Đấy các chị mình ơi. Ui sướng nhở. Đẹp quá các chị mình ơi. Lên mã này cho em đây là Q19 và kèm số điện thoại để các chị chốt đơn hàng. Q19 cho em lăn nâu tây. Chất nó cứ gọi là sờ vào phát đã sướng rồi. Các chị mình ơi, 170. Đấy, 170.000 một cái quần. Màu xanh lá này. Q19 cho em đi ạ. Q19 và mình lên số điện thoại. Mỗi chị vào like cho em xin 1-2 lượt chia sẻ lên nữa các chị nhá. Facebook còn đang bóp tương tác quá luôn. Q19 các chị bỏ qua mã này là tiếc lắm đấy, thật sự luôn. Cái chất của nó đẹp ơ là đẹp luôn đây này. Màu xanh lá cho em này. Nó là quần đùi. Đấy, mát mà form nó thì đẹp phê mê mẩn rồi. Q19 đen. Q19 em lan có nâu tây và Q19 xanh lá. Đấy, những size mà 65-66 từ 63 cân trở lên và đến 66 cân là các chị lấy màu đen với màu nâu tây. Còn màu xanh này là em chốt từ 62 cân đổ lại. 62 cân đổ lại thôi. Đấy, áo em đang mặc các chị comment là mã siêu xinh kèm số điện thoại. Áo này là 165.000. Cho chị xem áo canh mặc ở giữa đi em. Em mặc từ lúc nãy rồi, thích thì em mặc cùng cái này cho các chị xem. Chờ em tí. Chị Bảo Ngọc ok rồi. Chị Thanh Đỗ ơi, chị Thảo Đỗ chờ em tí chị ạ. Chờ em tí em mặc lại cho chị xem, cũng là mã mới. Chị nào lấy mã này các chị comment là siêu xinh kèm số điện thoại. Siêu xinh em có màu tím các chị này. Siêu xinh tông màu vàng và siêu xinh màu xanh lá. Bao nhiêu vạn chị đã nhận được con này. Mặc với cái gì cũng đẹp luôn. Đến 75 cân các chị mặc vừa luôn. Áo này có cả size 3XL. Hàng may kiểu đẹp lắm luôn. Áo lên đơn là siêu xinh nhá. Size đến 3XL là 165.000. Mà áo lên đơn là siêu xinh màu hồng. Siêu xinh em đang có tím này. Siêu xinh màu xanh này và siêu xinh màu vàng. Đẹp ơi là đẹp luôn chị ơi. À màu trắng nữa, em quên mẹ mất. Màu trắng nữa các chị ơi, đẹp lắm. Siêu xinh cộng số điện thoại là các chị có đơn. Quần đẹp nhở, Q19. Gọi là hết trong phút mốt thôi, em không về bù nữa đâu con này. Chờ bao nhiêu là lâu. Đây màu trắng nữa chị ơi, áo. Lên mã cho em là siêu xinh 165.000. Các chị mặc với quần giả váy. Em lên thử màu nâu tây cho các chị nhìn rõ cái thân nhá. Đấy. Nâu tây có thể mặc lên với áo vàng này luôn cho các chị luôn. Mã áo các chị lên đôi là siêu xinh kèm số điện thoại đây này. Con này mặc với chân váy, mặc với quần sóc, mặc với cái gì cũng đẹp luôn. Trẻ mặc được, chung chung mình mặc xinh giúp em. Mã áo thì lên đơn là siêu xinh cách số điện thoại. Để cổ tròn này các chị mình ơi. Để cổ vệt vai cho em đều đẹp nhá. Đấy, các chị ơi cứ lên chuẩn mã đi, không cần em đọc tên đâu. Sẽ có bộ phận nhân viên tư vấn cho các chị mình. Không phải lo gì, nhà em đọc đơn qua máy tính hết. Khách hàng cứ lên chuẩn mã, cái quần này mặc như không mặc cái gì luôn đấy các chị mình ạ. Cái chất của nó sướng quá. Q19 là 170. Siêu xinh cộng số điện thoại là các chị có đơn. Siêu xinh của em Lan là áo này 165.000. Đẹp ơi là đẹp luôn. Siêu xinh kèm số điện thoại. Cái quần này mà nhận được thì không có chị nào phải không sướng luôn. Trước các chị mua cái quần giả váy nhà em 150, các chị đã cảm ơn rồi. Cái này của em là 170, cái chất của nó đẹp lắm. Chất 170.
Đây em lên thử con áo siêu xinh màu màu này cho các chị xem luôn. Đấy, mỗi chị vào like cho em livestream 1-2 lượt chia sẻ lên nhá các chị ơi. Uầy, quần nâu tây này, mặc áo siêu xinh màu vàng, đẹp dã man luôn các chị đẹp ơi. Đấy, xinh như thế này, áo sơ mi chờ em tí nữa lên tiếp. Siêu xinh con này không có chị nào phải thất vọng luôn. Em bán quá nhiều rồi, bây giờ em đang không bù nữa đây này. Bán quá nhiều em còn đang ngại rồi này. Đấy, các chị mình ngọt uổi này. Đẹp quá. Mà chất của nó mát lắm các chị mình ạ. Sướng quá. Các chị ơi, mã quần các chị lên đâu là Q bao nhiêu em? Q19 kèm số điện thoại là em nhận đơn hàng. Q19 của em Lan là màu nâu tây. Nó là dáng quần giả váy. Các chị mix với cái gì cũng rất là đẹp. Hoặc các chị có thể mix với những cái áo đá cũng rất là xinh đấy ạ. Đấy, kiểm tra đơn cho chị thì chị cứ để lại số điện thoại đi. Chị ơi, bây giờ chưa kiểm tra được nhá. Đấy, sẽ có nhân viên gọi điện cho chị xem. Chị Nguyễn Đức ok rồi. Chị ơi, chốt Q19. Màu nâu tây này, màu xanh lá thì năm nay cũng rất là hot rồi. Riêng cái quần đùi của nhà em mà cái màu xanh ấy, quần đùi mà Q20 mấy nhà mình ấy nhỉ? Không đủ luôn. Không đủ hàng toàn nợ luôn. Em ơi chị ngủ nước đi. Chị ngủ nào quá. Tổ quá mà này. Không thích đâu nhưng mà không còn cách nào nữa. Này các chị mình ơi, màu xanh này, đẹp không? Áo nhá, 165 nhận hàng cứ đồng kiểm cho em thoải mái luôn. Áo này các chị sơ vin hay không sơ vin đều đùa cho qua là em đang sơ vin vào cho các chị nhìn cái form quần thôi. Đấy, Q20 à Q19 kèm số điện thoại cho em là các chị chốt đơn hàng. Q19 là dáng quần giả váy. Q19 là dáng quần giả váy siêu xinh kèm số điện thoại là 165. Siêu xinh là 165.000. Đấy, siêu xinh ạ, có màu tím đây chị ơi. Có màu tím đây còn đang đủ size rồi đấy. Tím này thì quá đắt hàng rồi. Đấy, tím này có. Còn sơ mi 266 không Lan ơi? 266 là cái gì em? Còn chứ nhở, mã mới sao nhở? 266 hết. Hả? Sao đã hết rồi ạ? Con hoa đỏ giống đỏ... Hết rồi à? Cái con cổ tròn á? Không, con cổ sơ mi nhưng mà nhạt hơn ấy. Nhạt hơn con hoa đỏ đậm nhở. À. Ồ, con đấy đã hết rồi. Chị ơi, chị Xuân Mai, con này sao 6 đấy hết sạch. Nhân viên bảo hết rồi. Em thì không phải kia kê hàng, em chỉ gọi là gì nhở? Hàng về thôi, còn các bạn ấy bán thì các bạn ấy biết là nó hết ý. Em không để ý. Con này đẹp lắm, các chị mình ơi, siêu xinh kèm số điện thoại cho em. Mặc với quần giả váy hay mặc cái gì cũng đẹp. Mã và mình lên số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Siêu xinh kèm số điện thoại các chị nhá. Thế thì mặc với quần đùi không thì mặc cái áo ấy nhở. Mặc quần đùi không thì mặc áo lưới ấy. À quần đùi không thì mặc quần quần đùi không thì mặc quần giả váy. Giả váy cúc à. Con đấy mặc phải áo đá rồi. Ơ, hôm nay còn mấy cái áo đá mới ở trong góc em lấy ra chưa? Con áo dây đá ấy. Lấy hết đây rồi gì thì mặc luôn. Ui ôi lười quá nhờ, không có bán váy thì không chết ấy. Nhiều váy quá các chị mình ơi. Đấy, nhiều váy quá mà em chưa like được cái này chết hòn. Mạng nó cứ nhập nhà nhập nhằng nhờ hôm nay nhờ. Tụt view xuống bao nhiêu rồi. Đấy, chị Đức rồi chị ơi. Lên mã này quần giả váy cho em Lan là Q19 kèm số điện thoại là các chị chốt đơn. Đừng comment là quần giả váy nhá. Bởi vì là quần giả váy nhà em có một cái mã là quần giả váy. Đấy, còn đây là cũng là quần giả váy nhưng mà em đánh mã là Q19. Được chưa? Áo lên đâu là siêu xinh cho em. Áo lên đâu là siêu xinh kèm tông màu tím giúp em này. Quá là đẹp luôn ạ. Kể cả các chị mix với chân váy dài cho em cũng rất là đẹp nhá. Siêu xinh cho em và cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Siêu xinh và kèm số điện thoại quần giả váy comment là Q19 kèm số điện thoại buồn quá. Chị ơi lấy mã khác đi. Còn đây mã đẹp đây. Chị Trần Kế em chào chị. Chị ơi mã hôm nay về đẹp ơi là đẹp kia hả? Đây. Em bắn cho các chị mã này. Chị Lan Thảo ơi gửi rồi, chị ơi đủ rồi. Cái đơn của chị 5-6 cái quần đúng không? Gửi rồi. Gửi rồi, em còn lo hơn chị, sợ đâu chị không có quần mặc. Chị Lan Thảo ơi gửi đủ rồi. Em vừa hôm qua gọi là ít hàng em vẫn phải bù cho chị để đi hàng cho chị cho kịp ngày ấy. Sợ các chị mặc đồng phục đúng không?
là như nào nhỉ? Áo này như nào hả chị? Áo này may chun này là chun kép của em may quá đẹp rồi gì chị ơi. Chưa có chị nào phải kêu nửa lời luôn. Chưa có chị nào phải chê kêu nửa lời. Vì phần những cái áo crop top mà dáng bo như này này, bo chun như này, hầu như là may chun kép như này hết cho em. Quá là đẹp rồi chị ơi, không phải lo gì nhá. Lên chân xếp ly chưa? Chưa. Đấy, mã cho em ạ. Con này có cả màu xanh đấy ạ. Rồi ok, em qua mã luôn các chị mình nhá. Mã kèm số điện thoại. Hôm nay chả có sơ mi mới đẹp ơi là đẹp còn gì. Đây, em lên cho các chị một con gì nhỉ? Rồi thế em. Trời lần rồi. Con này ấy không? Con này là có ít thôi đúng không? Cho chị mượn cái gì đấy? Giờ váy. Lấy quần giờ váy đi. Cho chị mượn một đen. Con này chị. Đấy, đây em lên cho chị một con khoác lưới. Hôm nay có cả màu đỏ này các chị này. Khoác lưới có cả màu đỏ luôn. Mấy cả các chị chốt thì không chốt sớm đi, xong cứ lúc hết xong lại rên khổ thật ý. Cho chị mượn cái ấy đi. Cái khoác lưới hôm nay có màu đỏ. Đẹp quá các chị mình ơi. Ui, áo dây này. Chị nào lấy dây mã này comment cho em nhá. Nhanh không hết nhá. Áo dây đá 135.000. Các chị mặc áo vest, mặc cái áo gì cũng xinh. Con dây đá này có mã gì à, có màu gì em ơi? Có dây đá màu vàng với cả dây đá màu trắng. Đây, đá Quảng Châu, dây đá Quảng Châu. Các chị mặc bên trong áo vest, các chị mặc bên trong áo gì, các chị lấy mã này cho em. Xinh ơi là xinh như này. Mã này, ủa, đá trắng này các chị mình này. Mã này là đá dây gì? 59. Dây đá 59 cho em và mình lên số điện thoại nhá. Dây đá 59 nó sẽ là gì nhở? Đá dây màu trắng đây các chị này, trắng xanh, đá đổi màu. Và dây của nó sẽ là gì nhở? Ở đằng sau của nó sẽ là co giãn như này, có chun. Và dây điều chỉnh ngắn dài giống như em đang mặc trên người. Và dây đá màu vàng giống em đang mặc trên người. Mã là dây đá 59 và mình lên số điện thoại là các chị chốt đơn. Em về cho chị con khoác dây này hôm nay các chị nhá. Khoác dây của hàng Quảng Châu có cả màu đỏ với cả màu đen. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đây các chị mình ơi. Màu đỏ với cả khoác dây màu à khoác lưới. Khoác lưới quên. Trời ơi. Mặc nhẹ nhàng cho em các chị khoác cái này với cả những cái áo mà. Ui đẹp quá các chị mình ơi này. Hôm nay có cả màu đỏ, có thể khoác cái này, có thể buộc cũng được. Hoặc là các chị mình những cái áo mà, những cái váy mà váy kiểu như là váy hai dây của các chị ấy. Các chị khoác nhẹ nhàng như này. Đấy, các chị khoác nhẹ nhàng quá là đẹp luôn. Em bán các chị có 140. Áo ở giữa, canh bao nhiêu để chị sốt đơn cả thể em ơi. Ôi chị quên còn mẹ em mất, vừa mới định mặc mấy. Rồi rồi, còn mặc mấy quần này luôn. Mặc mấy quần giả váy luôn chị ơi. Em nhặt ra chị đi không chị quên. Đấy, các chị mình ơi. Lên khoác lưới cho em nhá. Các chị có thể mặc với những cái quần như này hoặc các chị khoác như này cho em. Hôm nay có cả màu đỏ. Em đang bán các chị là 140.000. Khoác lưới hàng Quảng Châu. Đẹp cực kỳ là đẹp luôn ạ. Màu đen với cả là khoác lưới màu đỏ. Khoác lưới màu đen hàng Quảng Châu và khoác lưới màu đỏ. Dây đá màu đen, đừng comment là dây đá màu đen. Chị ơi phải có mã dây cho em nhá. Dây đá mã gì em? Dây đá 59. Dây đá 59 và cộng số điện thoại đi chị Mai Lan ơi. Dây đá em cũng phải có mã là dây đá 59. Đẹp dã man là đẹp luôn. Đây. Khoác dây này các chị à, khoác lưới này các chị comment là gì nhỉ? Khoác lưới đi. Khoác lưới đỏ hoặc khoác lưới đen kèm số điện thoại. Khoác lưới đỏ hoặc khoác lưới đen 65 cân đổ lại vừa khoác lưới cho em. Đấy, ủa đẹp quá các chị mình ơi. Khoác lưới kèm số điện thoại hàng Quảng Châu. Nhẹ mà sướng ơi là sướng luôn, 140.000. Các chị có thể buộc dây hoặc có thể không buộc dây cho em. Đấy. Mặc hoặc là các chị mặc với những cái gì nhỉ? Các chị mix với những cái áo dây như này hoặc là các chị khoác bên ngoài những cái váy hai dây, váy sát nách của các chị mình. Mặc nhẹ nhàng cho em quá là đẹp luôn. Thấy chưa? Quần giả váy em đang mặc trên người là 150 chị ơi. Quần giả váy em đang mặc trên người là 150. Em có khoác dây màu đỏ với cả khoác dây màu đen thôi nhá chị ơi. À khoác lưới quên. Ơ cho em lấy nhiều này. Thừa. Khoác lưới cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Khoác lưới các chị nhá. Khoác lưới hộ em và cộng số điện thoại là các chị có đơn. Áo dây ở bên trong các chị mình comment. Nhìn hộ em này. Cái dây này của nó khít kịt khịt luôn. Mà không hề bị gọi là bãi ngược ra. Đấy các chị mặc lên nó rất là đẹp luôn. Ở dây đá gì? 59. Dây đá 59, 135.000 dây đá Quảng Châu. Các chị không phải là mặc nguyên như này đâu. Các chị mặc với quần sóc hoặc mặc ở nhà tập thể dục. Hoặc các chị đi tắm đi bơi.
Ôi đẹp, đỏ đẹp nhỉ. Đỏ này của nó là đỏ đậm đậm mấy các chị, không phải đỏ tươi như trên live đâu, yên tâm. Quần giả váy em đang mặc đến 65 cân, 66 cân các chị mặc vừa. Mã quần giả váy các chị lên đôi là Q bao nhiêu em ơi? 23. Q23 kèm số điện thoại là các chị chốt quần giả váy cho em này. Đấy, dây đá 59 là 135 nghìn các chị mình ơi. 62, 63 cân. Dây đá này 65 cân vừa chị ơi. Gửi quần giả váy Q23 không có nợ chị nào nữa. Đúng không? Con này là Q23 đúng không? Không có nợ một chị nào các chị nhá. Đấy, Q23 màu đen chốt đến 60 ạ. 566 cân, 150 nghìn một quần. Đấy, Q23 của em Lan có màu gì nhỉ? Màu nâu tây. Q23 màu nâu tây các chị mình này. Q23 màu nâu tây 150. Q23 em Lan có màu sữa là chốt quần giả váy giúp em. Màu sữa của Q23 và Q23 em có màu xanh than. Chốt đến 62 cân mặc đẹp. Khoác này đẹp quá, khoác lưới này. Nhẹ tinh tinh mà rất là xinh luôn. Nhẹ tinh tinh. Em đang tiện kéo dây để em khoác thôi, chứ còn nếu mà các chị mặc với những cái áo, những cái váy của các chị ấy. Đấy, những cái váy của các chị mà các chị mình váy sát nách hoặc là váy hở vai kiểu như đấy, các chị khoác nhẹ nhàng. Đấy, còn những cái áo dày hơn thì mình có thể khoác dày hơn. Con này đẹp quá. À, chị ơi phải lấy cho em nhá, khoác lưới đỏ với đen chị nụ ok. Chị ơi em bảo này, cái khoác dây nhà em có rất là nhiều mã thì này chị phải lên được cái mã cho em này. À, có đâu rồi em? Cái đá trắng của nó đâu? Đây nhá. Đấy, cái khoác 59 này em sẽ có cái đá màu vàng như này và cái đá màu trắng xanh. Đấy, màu trắng nhưng mà trắng xanh, chất thì siêu mềm và siêu sướng. Bao nhiêu chị đã nhận được những cái áo dây nhà em các chị biết rồi. Đấy, em còn một cái mã áo dây nữa thì các chị có thể lấy luôn. Đấy, mã cho em Lan là làm khoác lưới là 140. Dây đá thì các chị comment là dây đá 59 kèm số điện thoại. Dây đá 59, đây nó có mã này nữa này. Con này cũng rất là xinh. Dây đá mã này là dây đá bao nhiêu đây? Con này đẹp lắm luôn nhưng mà có ít lắm các chị mình ạ. Có ít 99 á. Dây đá đây, em lên cho các chị xem luôn. Mã và mình lên số điện thoại để các chị chốt đơn hàng. Dây đá này các chị có thể mặc với vest nữa các chị mình ơi, chứ không phải là mặc nguyên như này, hoặc mặc quần sóc, mặc ở nhà, mặc ở trong áo khoác cho em đều bao phê. Đấy. Thích mã này nhớ mang nhặt nhát chị để mặc luôn với quần giả váy luôn cho các chị. Con đấy cũng là mã mới ngày hôm nay. Dây này là dây gì ạ? Dây 99 này. Dây 99 em này cũng siêu xinh luôn các chị mình ạ. Dây đá 99 em đang mặc trên người. Đẹp ơi là đẹp luôn, 135 nghìn. Dây đá 99 kèm số điện thoại là em chốt đơn. Cái khoác lưới này hôm nay là em mới cập bến thêm được màu đỏ nữa. Quá là đẹp luôn ạ. Khoác lưới kèm số điện thoại. Khoác lưới là 140, áo đá, dây đá. Quần sóc Q24 trắng em vừa mới cập bến xong nhà Lê ơi. Ờ, kiểm tra đơn chị từ hôm thứ 6 giờ chưa nhận được, hôm nay thứ mấy? Thứ 6 thì bình thường mà chị ơi, tôi cứ từ từ không cần kiểm tra đơn đâu. Hàng em có thể chờ bù, các chị chờ hộ em tí nhá. Ui, đẹp quá các chị mình ơi. Quần đùi trắng em vừa về rồi đấy chị. Chị lấy luôn đi. Đẹp như thế này ạ. Các chị lên mã cho em là khoác lưới và cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Khoác lưới cho em màu. Ui đẹp quá các chị mình ơi, 140. Khoác lưới cho em 140. Mix với cái gì cũng rất là dễ, mix với quần sóc. Ờ, chị Hà Lê. Hà Lê là xem quần sóc trắng em ơi, cởi ra. À, cởi ra lấy cho chị đi. Quần giả váy này các chị comment là chị Thanh Vân không có mã dây đá, em không chốt được đâu đâu chị ơi. Nhà em có rất là nhiều mã chân dây đá mà chị không comment được cái mã áo chị đang cần mua ấy. Nhà em không lọc được đơn đâu, không chốt được đơn đâu chị. Chị nào lấy áo dây đá này là các chị comment là dây đá. Dây đá 99. 99 nhá. Dây đá 99 nó hình tim như này này. Rất là đẹp luôn, kể cả các chị mặc với áo vest. Đấy, mặc với áo vest lên cực kỳ xinh. Còn khoác này thì các chị comment là khoác lưới cộng số điện thoại. Khoác lưới ạ. Dây đá 59 trắng phải kèm số điện thoại cho em với đi. Chị Thanh Vân. Đấy. Khoác lưới màu đen đây. Quần giả váy này thì nhà em vẫn đang quá là hot rồi. Quá là hot rồi. Đấy, quần giả váy lên đơn là Q20 23. Q23 kèm số điện thoại. Cái này em vừa vứt ra đấy à. Em đẩy xuống nhá, chị thấy ở dưới nhà. À, ở đây nhiều lắm đấy nhá. Chị không biết đâu. Ừ. Lúc đống đống ở đấy. Xong bắt đầu lúc ấy là chết đòn. Các chị mình ơi, con này quá là đẹp luôn. Quần này đúng không? Quần trắng này thì mặc với cái gì cũng xinh. Quần
quần đùi này 150 đúng không, 150.000. Mã quần các chị lên được là Q20 tư kèm số điện thoại. Quần giả à, quần đùi trắng, có cả màu cam, cả màu đen, màu gì ạ, đủ size luôn, vừa mới về đủ thôi, cả màu cam nữa. Các chị ơi, quần đùi này các chị comment là Q20 tư kèm số điện thoại là 150.000. Khoác này các chị comment là khoác lưới cộng số điện thoại. Nếu các chị thích thì các chị buộc cái này, không thích thì các chị có thể bỏ buông ra đều được nhá. Mã và mình lên số điện thoại cho em để các chị chốt đơn hàng này. Được chưa? Chị nào lấy quần đùi các chị comment là Q20 tư kèm màu cam hộ em. Q24 màu cam. Em chốt đơn từ 40 cân và đến khoảng 62 cân thôi. 40-62 cân. Q24 trắng em đang mặc trên người. Chị Xuân Phùng ok, chị Thu Nguyễn rồi. Các chị nhớ là cứ phải có mã hàng với cả số điện thoại cho em, bởi vì hàng nhà em nó rất là nhiều. Nếu giả dụ các chị không comment được mã mà có nhân viên nhà em, các bạn ở kho các bạn chốt đơn ấy, các bạn không biết là chị lấy cái quần đùi nào mà tả thì rất là nhiều mã giống nhau, đến lúc lại tả nhầm ấy, các chị mình ơi, gửi đến nơi nó rất là mất công. Thay vì như vậy thì các chị cố gắng cho em lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại. Quần sóc đẹp lắm em, cảm ơn chị Tuyết ạ. Lên mã này cho em đang là Q20 tư kèm với màu xanh lá, cực kỳ đắt hàng luôn. Q24 trắng em đang mặc đây trên người đây. Q24 xanh lá là có đến 2XL, là chút đến 66 cân. Q24 của em đang có màu xanh than này. Đấy, Q24 màu xanh than các chị ơi. Q24 của em đang có màu đen. Màu đen và màu xanh lá là em chốt đến 66 cân. 40 và đến 66 cân. Còn tất cả các tông màu thì 40 đến 62 cân là đều vừa hết. Được chưa? 62 cân là các chị mặc đẹp. 150.000 một quần. Khoác lưới em đang mặc trên người là 140. Ok chưa? Đấy các chị mình ơi, quần này là 150.000. Mã lên đây là Q24 kèm số điện thoại. Chị Hà Lê rồi. Bây giờ nó mới về. Chị Thanh Vân ơi, Q24 kèm số điện thoại nó mới xanh, nó mới dồn đơn được. Em bảo các chị là 10 mã nó phải có số điện thoại cả 10. Giả dụ như cái mã này chị không comment số điện thoại là nó không dồn đơn được đâu nhá. Mã cho em là Q24 kèm số điện thoại, muốn dồn đơn cũng phải có số điện thoại cho em với đi ạ. Mã hàng kèm số điện thoại. Cái gì nhờ, chị bảo mặc con ở giữa. Em ơi chị mặc để mang đây đi. Con áo ở giữa của chị đấy. Chân váy nào cũng được mà. Chân váy 2 chị đi. Đây chị nào bảo mặc con canh ở giữa, em mặc luôn đây chị nhá. Hôm nay là em cố gắng em bắn mã nhanh cho các chị đỡ sốt ruột. Thích váy thì em bắn lên váy một tí nữa đi. Đây chị ơi, nhìn em áo canh mặc ở giữa đúng không? Mã mới vừa mới về xong. Nó đẹp ơi là đẹp luôn, có 185.000. Mà nó còn đang đủ size. Đấy, nó còn đang đủ size này các chị ơi. Đẹp thế chứ này. Này, mic vừa nãy em còn vội vội vàng mic với cái gì nhở? Có cả quần giả váy mặc đẹp này. Mặc với cái gì cũng xinh luôn ạ. Rồi ôi, mặc Q24 than chị xem. Rồi ôi các chị ơi, hành em vừa thôi. Gom nữa. Màu nào nó chả như nào, mà chị thích màu nào thì nó vào màu đấy thôi. Ơm nữa. May là các bà đến quần chip, các bà còn bảo là mặc thử chị xem. Em chiều các chị quá, các chị hư rồi đấy. Màu nào cũng mặc thì đến bao giờ mới được. Đấy, cho chị xem quần đùi giả váy em vừa mới lên xong bao nhiêu mã rồi chị ơi. Đấy, chị Trung Tân rồi chị ơi. Mã này hộ em này các chị mình này. Lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại, cái nào cũng đẹp khổ, đến khổ. Không đẹp thì các chị chê, mà đẹp quá thì các chị kêu khổ. Em chẳng biết làm nào. Chị ơi con này là mã mới ngày hôm nay đấy, đá sáng quắc quạc quạc luôn. Chị ơi lưới 3D 2 lớp của Hà Quảng Châu, mặc nhẹ tênh tênh luôn nhá. Mix với cái gì cũng đẹp luôn hộ em, mix với quần này. Mix với gì ạ, mix với chân váy như em đang mặc đều đẹp này. Được chưa, chị nào lấy mã này các chị comment mã hàng là gì ạ. Đá 275 kèm số điện thoại lém cho đơn hàng. Đá 275 em lên cho chị một hai con đá gọi là gì nhỉ? Đá ôm ôm đi để chị mặc luôn em ơi. Để mặc luôn mấy con chân váy này nhá. Chị khổ lắm với nhà em rồi. Chị Thanh Vân chị bảo chị khổ lắm với nhà em. Em khổ lắm với các chị, mấy hôm nay em không ngủ nổi vì hàng rồi đấy. Em khổ lắm với các chị rồi, các chị biết không? Con này có cả màu vàng màu đỏ này. Nhìn cái cổ của nó đẹp nhỉ? 185.000. Lên mã cho em Lan là đá 275 kèm số điện thoại. Đá 275 và lên số điện thoại màu vàng với cả đá 275 màu đỏ. 40 cân và đến 65-66 cân là các chị chốt đơn hàng. Đấy. Đấy.
bán quần chip thì à, em chiều cái chị quá, cái chị Hư bán quần chip thì cũng bảo là em mặc cả set lên chị xem, chị mua, bảo là chị mua bao nhiêu vạn set để em còn mặc. Đấy, mặc cái quần chip lên đây đứng like nó khóa con mẹ Facebook vào thì khỏi phải bán hàng luôn, mai các bà chả thấy em ở đâu luôn ý. Đấy, mặc quần chip mấy áo chip đứng ngoài bãi biển kia mà bọn nó còn đang gọi là gì nhở, về chồng nó còn đang đuổi mẹ cả đi rồi kìa. Cộng đồng mạng nó còn đang lên án em mà quần chip trên like cho nó khóa luôn Facebook của em vào là em tịt đường làm ăn. Trời, con này đẹp vãi luôn. Mẹ mới ra bãi biển người ta mặc cái áo lót mà bà còn đang mẹ kiện banh nóc lên. Phạt lên phạt xuống. Đá 275. Con này có đấy. Cứ ngồi đấy mà khổ cái gì mà khổ kia kìa. Comment nó đúng đéo đâu mà. Xong lúc không chốt được đơn lại rên, người ta mua hết mẹ rồi. Đấy, đá 275 màu vàng, một vàng một đỏ 63 kg, nhá dồn đơn thì bố em không dồn đơn chị được đâu. Mà không lên gặp bố em dồn đơn đâu nhá. Chị comment như thế không có số điện thoại là hai cái con này là không dồn được đơn đâu. Đã bảo là đá 275 đỏ và vàng kèm số điện thoại, thích thì comment chữ dồn đơn nữa. Chị phải để cho bố em mới dồn đơn đấy chị được thật. Đã bảo bố em đang bận trồng cam rồi còn. Đã không mấy rồi, xong đã ấy rồi, xong cứ ngồi như thế, xong đến lúc là không mua được, xong người ta mua hết lại quê kêu. Đá 275 kèm số điện thoại, lên váy đẳng cấp 420 đi để chị mua. Chị Nguyễn Thủy thiếu số điện thoại đá 275 chị ơi, đẳng cấp như em đang chưa cập bến được. Chị ơi từ từ đã nhá, hết hàng chứ không la mặc được đâu nhá. Hết hàng chưa mặc được đâu chị ạ. Đá 275 kèm số điện thoại, em qua mã luôn này các chị mình này. Mã mới cho đến 60 mấy cân các chị mặc đẹp đấy. Lên cho chị một hai con đá kia, con đá chấm bi kia đi em ơi. Mẹ con đá ấy kia. Con này còn không? Nào giữ giữ chị cái. Có ai giữ cho đâu mà chả biết. Mẹ con này. Đứng. Con nào ấy nó nọn lên một lần nó không biết là như nào, nó đẹp tụt túi. Nó không hiểu. Ồ, lắm rồi, em lên một hai con áo đá nữa cho các chị đây. Mày nhặt cho chị cả mấy con đá ôm đi. Ơ, con đấy đấy đấy, con áo đá tím tím nhí nhí đấy mà không nhặt xuống cho bọn nó đang chốt đơn. Đấy đấy, chết chưa. Chờ em lên cho chị tranh thủ mấy con áo đá liền cho các chị chốt đơn luôn nhá. Thích mặc với quần thì tí nữa em lên. Lên lại mấy con sơ mi tí nữa bắn luôn bây giờ, chờ em một tí đi. Chị nào lấy áo đá này nhiều lắm, nhưng mà em siêu mi tí để em mặc với quần, không mặc với chân váy nữa. Đấy, em lên mấy con áo đá ôm nữa cho các chị để các chị dồn đơn này. Không có nhiều áo đá quá các chị ạ. 40 cân và đến tầm 61, 62 cân là các chị chốt áo đá cho em. 165 phải không em ơi? Toàn bộ của nó lưới ạ các chị nhá. Và cổ ép đá như này. Mic lên với chân váy. Chân váy mã hàng là CV2, 40 và đến 67 cân là các chị mặc vừa chân váy. 40 và đến 67 cân các chị mặc vừa chân váy giúp em. Chị nào lấy áo lưới đá này các chị comment là đá 731. Đá 731 cộng số điện thoại là 165.000. Con này là lưới hai lớp của hàng Quảng Châu, chất nó sẽ rất là co giãn. Mặc bao đẹp luôn cho các chị mình luôn ạ. Đá 731 là 165.000 các chị nhá. Đá 731 là 165.000. Đấy các chị nhớ là mã hàng phải kèm với số điện thoại. 40 cân và đến 60 61 cân là các chị mặc đẹp các chị ơi. 40 và đến 60 61 cân. Chốt mã hàng lên đó là đá 731 kèm số điện thoại là em chốt đơn hàng. Đẹp ớt là đẹp luôn mà chất nó co giãn nhá. Áo đá nhà em có thể mặc với những cái quần baggy hoặc quần bò, quần sock hoặc là mặc với chân váy như này có đều đẹp hết. Rất là dễ luôn. Màng lưới của nó á, đẹp như thế này. Lên mã hàng trên là đá 731 cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Đá 731 kèm số điện thoại. Các chị ơi nhìn này. Thân áo rất là vừa. Nó sẽ co giãn nhá. 4 chiều các chị mặc đẹp luôn mà hàng có size số. Nhẹ tênh tênh luôn. Đá 731 kèm số điện thoại lém chốt đơn hàng 165.000. Các chị nhớ là dồn đơn các chị cũng phải có số điện thoại. Chân váy của em đang mặc là 165.000. Vội quá sợ hết. Cái gì đây chị? Chị ấy chị bảo là vội quá sợ hết 57 cân. 57 cân có nghĩa là sợ hết rồi, vội viết vội đúng không? Chị còn đang thiếu thông tin rồi đây này. Vội quá sợ hết 57 cân, thiếu mẹ số điện thoại với cả mã hàng. Em đi chết với các chị rồi ấy. Đấy, bà Nguyễn Thủy không biết là mua cái gì đây, có mỗi số điện thoại đây không biết được ấy. Trời ơi, chị Vũ Phượng ơi.
Đấy các chị ơi, là nào đây, đầy những chị thiếu thông tin rồi. Mã hàng kèm số điện thoại cho em Lan là đá 731 kèm số điện thoại đi để các chị chốt đơn hàng. Của chị mấy mã liền em bảo các em nhìn mã chị chốt đừng sót của chị nhá, vãi cả là đừng sót của chị. Mẹ chị comment thiếu mẹ hết thông tin rồi lại còn đòi dặn. Chị còn comment không đủ thông tin mà dặn người ta là đừng có chốt thiếu của chị. Chính chị đang thiếu thông tin đấy chị ơi, chị Thanh Vân ơi. Đấy, đừng bảo đừng thiếu của chị mã hàng có lên đủ đâu. Mã này là 165.000 các chị ơi, lên mã đá này cho em Lan là đá 731 kèm số điện thoại. Chân váy mã là CV2 nhá các chị đẹp ơi. CV2 là các chị chốt chân váy cho em là 165 à 160.000. Đá em đang mặc comment là đá 731 kèm số điện thoại là em chốt đơn. Đá 731 cách số điện thoại đây, em bắn khoảng tầm 5 mã áo đá cho các chị luôn. Đá 731 kèm số điện thoại. Rồi, em lấy cho chị mấy con đào ôm nữa chưa? Rồi, con đấy, rồi, lấy con còn nhiều ấy. Lấy con đá, đấy, con 788. Còn tiếp theo nữa, 1, 2 con nó đi. Chị bán luôn mấy con, ủa đẹp quá. Các chị ơi, nhẹ tinh tinh luôn. Con này là 185 đúng không? 185.000. Lên mã này cho em đang là đá 799 kèm số điện thoại. Đá 799 cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Đá 799 các chị nhá. Chị Tuyết ơi, chị Tuyết inbox sang fanpage có nhân viên hỗ trợ đơn cho chị nhá. Chị Tuyết inbox sang fanpage có nhân viên hỗ trợ đơn cho chị nhá. Em lên bán hàng thì là em sẽ không giải quyết đơn ở trên live. Nên các chị mình để ý giúp em với. Chờ em một tí em lên 1 2 mã quần xong rồi em sẽ sang chân váy luôn, à sang sang váy liền luôn nhá các chị mình nhá. Sang váy liền luôn. Rồi ạ, à, chị nào lấy áo đá này các chị comment là đá gì nhỉ? 799. Đá 799 kèm số điện thoại là em nhận đơn hàng. Đá 799 nó sẽ là đá cốt tông của hàng Quảng Châu. Rất là nhẹ luôn ạ, à, rất là nhẹ và mặc rất là thoải mái luôn là sang các chị mình nhá. Đá 799 là 185.000. Size em chốt đơn từ 40 cân và đến khoảng 65 cân. Đá 799 kèm số điện thoại. Nhớ là cứ mua 10 mã cáo số điện thoại cả 10 cho em là ok. Chân váy là chân váy khóa kéo đằng sau lưng chị ơi. Chân váy mã là CV2 hộ em và cộng số điện thoại. Chân váy mã lên đâu là CV2 kèm số điện thoại là em nhận đơn hàng. Chị nào lấy áo đá này các chị comment là đá 799 kèm số điện thoại nhá. Đá 799 nó là sẽ là đá cốt tông của Quảng Châu. 185.000, chốt đơn đến 65 cân các chị mình ơi. Mẫu nào cũng đẹp ấy chị ạ. Đá 799 kèm số điện thoại. À, chị Như Nguyễn thì ok, dây đá 99 cho chị Thanh Vân rồi ạ. CV2 chị Vi Hoa ok. CV2 cho chị Nam Vũ thì ok ạ. Chị Quy Bùi ok, em chốt đơn hàng nhá. Các chị nhớ là mã hàng kèm với số điện thoại là sẽ ok. Đấy. Mã này các chị comment là đá 799 kèm số điện thoại. Đá 799 kèm số điện thoại. Em sẽ lên 1 2 3 3 mã áo đá liên tục cho các chị luôn đây. Đấy, con này nó sẽ co giãn rất là nhiều. Tầm 65 cân đổ lại là các chị mặc ok. Tầm 65 cân bao đẹp luôn. Được chưa ạ? Em qua mã luôn nhá. Đá 799 cách số điện thoại là em nhận đơn à. Ôi, không bán được váy chị sốt ruột quá. Cứ váy váy ở áo này. Nó có lại lên mấy đấy không? Ôi các chị mình ơi. Mã này comment là đá 788 kèm số điện thoại hộ em này. Đá 788 cách số điện thoại là em nhận đơn hàng. 40 cân và đến tầm 62 cân là các chị mặc đẹp. 40 cân và đến 62 cân áo đá nha em. Các chị mix với cái gì cũng dễ luôn. Các chị mix với chân váy thì nó lên set liền như này. Các chị mix với quần sock ạ. À, hoặc các chị mặc bên trong cái này. Các chị khoác áo ra bên ngoài cho em cũng rất là đẹp. Đấy. Khoác áo ra bên ngoài cũng rất là xinh. À em cho chị mượn cái con khoác lưới màu đen đi. Khoác lưới màu đen mà các chị không cần mặc quần short mà chị mặc với chân váy dài này, các chị khoác thêm cái con lưới màu đen này vào cũng đẹp phê luôn đây này. Đấy nhá các chị nhá. Ví dụ như này đúng không? Các chị nào mà đã lấy áo nhà em rồi các chị có thể khoác như này cũng rất là đẹp này. Đấy. Mã và mình lên số điện thoại để các chị chốt đơn. Trời ơi bao xinh luôn như này các chị mình ơi. Đây nhá, ví dụ đá em đang mặc là bao tiền em ơi? 170.000. 170.000.
Áo đá em đang mặc là 170, các chị lên mà áo đá là đá 788 kèm số điện thoại. Đá 788 kèm số điện thoại. Các chị có thể mặc thêm áo khoác như này cho em, rất là đẹp này. Được chưa? Mặc với cái chân váy như của em đang mặc là CV2, chân váy dài. Một là các chị có thể khoác như này cũng rất là xinh luôn. Đấy, chứ không phải mặc với cái quần short như của em vừa nãy. Đấy, các chị mặc như này cho em cũng quá là đẹp luôn. Cái áo khoác này, cho nên là các chị nào tiện đơn các chị lấy luôn khoác lưới. Rất là dễ mặc luôn. Khoác lưới em đang bán các chị có 140. Đơn hôm qua nhà em chưa gọi hết. Đấy, chị Phạm Oanh, chị Mạnh Mai rồi. Chị Hoàng Xuân ok, chốt đá. Hôm qua nhà em chưa chốt đơn xong. Áo mặc trong là mã gì nhỉ? Đá 788. Đá 788 kèm số điện thoại. Đây các chị mình ơi. Đấy, con này các chị mặc lên với cái khoác lưới. Thành ra các chị mình lấy luôn con khoác lưới này cho em. Mặc với chân váy dài cũng đẹp quá. Khoác lưới cộng số điện thoại, quên không bảo các bạn đấy làm. Chốt cái chân váy váy ren đi nhà mình về được hả? Chân váy ren. Tại vì hôm nọ là nhà kia nó đi chơi, bây giờ nó về rồi. Chứ không phải không có hàng nhỉ? Nó trong kho. Đây này, các chị mặc thêm cái con khoác lưới này khoác ra bên ngoài cho em. Quá là đẹp luôn. Có size rồi, chị ơi, MLXL. MLXL thì tầm đến 62 cân là đẹp luôn. Khoác lưới màu đen cho em là 140. Đẹp lắm, các chị mặc với những cái áo đá này các chị khoác cái bên ngoài này. Đấy, khoác ra bên ngoài cho em đều ok luôn. CV2 là 160 các chị mình. Hú ý gì hả Bùi ơi? Hú ý cái gì? Nào, áo đá của em đang mặc bên trong các chị comment là đá gì nhỉ? 788. Đá 788 kèm số điện thoại em cho chị con 778. Ờ lộ. Nào cho chị con đá ôm mà đi. Mấy con đá hoa hậu đi. Mỗi đá 788 mỗi size một chiếc lá nào. Chị Cát Nguyễn ơi phải để lại số điện thoại đi. Cái mã hàng với cả cái số điện thoại là rất là quan trọng. Khoác lưới cho em là 140, có cả màu đỏ nữa đấy chị ạ. Có cả màu đỏ, cả màu đen. Con này mấy mít với chân váy dài tự nhiên chị thấy đẹp quá. Nhỉ? Quá là đẹp luôn. Khoác lưới cộng số điện thoại cho em là các chị chốt đơn hàng. Khoác lưới là 140. Áo đá nó mặc trong các chị comment là đá 788. Đá 788 kèm số điện thoại. Đá 788 kèm số điện thoại thì sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho chị được. Đấy, ú ý cho ra đồng bọn. Cái gì? Cho nhận ra là đồng bọn. Ui giời ơi. Áo đá này là 170 phải không em? 170.000 nhá các chị ơi. 170.000. Chị nào lấy áo đá này các chị comment là đá 788. Đá 788 kèm số điện thoại ạ. 170.000 một áo. còn quần cạp Chanel không shop. Quần cạp Chanel là cái gì nhỉ? Quần cạp Chanel là quần đùi á chị Mùi ơi. Đá 788 kèm số điện thoại là em chốt đơn hàng. Sẽ là cái gì nhỉ? Đùi gì nhỉ? Cạp Chanel là được quần dài hay là quần ấy? Quên mất đợt này không bán cái quần 130 nhá. Quần 130 nhà mình lên đi. Đá 788 kèm số điện thoại. Đấy các chị mình ơi, lên mã này cho em đang là đá gì nhỉ? 913. Đá 913 kèm số điện thoại. Đá 913 cộng số điện thoại. Gửi cho chị mấy cái kia chưa chuẩn bị gửi. Chuẩn bị gửi chị ơi. Chị Hương ok. Mã này cho em đang là đá 913 kèm số điện thoại. Rồi ok chị Cát Nguyễn. Phải để lại chuẩn mã hàng thì nhân viên nhà em mới gọi điện được. Với cả có số điện thoại nhá. Con này cũng quá xinh luôn cho em này. Mã này chị nào lấy thì comment mã hàng là đá 913. Đá 913 cộng số điện thoại. 40 cân và đến tầm 63 cân là các chị mặc đẹp. 40 cân và đến 63 cân là các chị mặc xinh. Đá 913 kèm số điện thoại là em nhận đơn hàng. Đấy 180 phải không em? 185.000. Đá 913 kèm số điện thoại. Đá của nó là đá hoa hậu luôn đấy các chị mình ơi. Đá 913 cộng số điện thoại là các chị có đơn. Có chân váy mã đen dài hơn không? Đen dài hơn thì là chỉ có chân ren thôi chị ạ. Chân ren thôi, đợi mai kia nhá chị nhá. Đợi 1-2 hôm nữa có hàng em like hơn, like thêm. Còn bây giờ thì em chỉ có tầm này thôi. Lấy thêm khoác lưới rồi. Ok. À, cho mang hộp nữa. Rồi ok. Chị nào lấy áo đá này là 185.000 các chị mình ơi. Lên mã cho em Lan nhá, co giãn 4 chiều và chất bao mát luôn. Mã này lên đơn là đá 913 cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Đá 913 kèm số điện thoại 185.000. Size từ 40 và đến 63 cân là các chị chốt đẹp.
40 đến cả 63 cân. Nó sẽ co giãn, các chị mặc với cái gì cũng rất là dễ luôn. Đá 913, chân váy mã là CV2 chị ơi. Đấy. Chân váy là CV2 106. Chị tính rồi lấy cái gì đấy chị? Chị tính Nguyễn Thị Nhiên là có mỗi số điện thoại là như nào? Mã này kèm số điện thoại cho em với ạ. Đá 913 kèm số điện thoại là em nhận đơn hàng. Chân này chị mặc thấy vừa. Cao 1m65 là gì có người cao 1m65 mấy. Mà nhà em toàn cao xem 1m62, 63 đổ lại đấy chị ạ. Đấy mã này các chị nào lấy comment là đá 913 kèm số điện thoại nhá. Con này nó quá là đẹp luôn đấy các chị mình. Đá 913 cách số điện thoại là em nhận đơn hàng 185.000, không đẹp không phải mặc luôn. Đá 913 cách số điện thoại. Lấy chị con sơ mi kia để mặc cái quần này đi. Quần ống 7 đi. Cái quần có giá trị đi. Quần có giá trị đây các chị ơi, thích tay lỡ để các chị lấy mã này cho em. Đấy cái này toán không thể thoát video nhá. Xong là lại bị ao ra đi này. Hiểu luôn mạng mấy ông mấy hôm nay kiểu gì. Đấy các chị mình ơi. Ủa sợ chưa. View tụt dã man luôn. Chị nào lấy mã này các chị comment là gì nhở. Đá 233 cộng 223. Đá 223 và mình lên số điện thoại là các chị chốt đơn. Đá 233 các chị mình nhá. 223. Đá 223 và cộng số điện thoại. Em này cũng có 185. Rồi ok chị. Đá 223 cách số điện thoại là em nhận đơn. Em này sẽ là tay lỡ hàng Quảng Châu. Đến 6566 cân đổ lại là các chị mặc vừa. Đá 223 và mình lên số điện thoại. Đá 223 em đang bán các chị là 185.000. Size em đang chốt đơn từ 40 cân và đến 66 cân là các chị chốt đơn vừa. 6667 cân mà hàng của nó co giãn 4 chiều. Đá sáng quắc luôn. Đá 223 và mình lên số điện thoại lấy con hoa đấy đi em ơi để mặc với quần đi. Đấy. Đẹp như thế này luôn các chị mình ơi. Rồi lên váy bây giờ lên luôn đây chị. Kèm cho Lan xin lượt chia sẻ nữa đỡ bị ẩn comment đi các chị mình ơi. Đấy các chị mình ơi đá 223 nhá. Đá 223. Chị Minh chị bảo là bán áo khoảng 68 70 kg kèm số điện à đi em kèm số điện thoại. Đã bán áo 670 kg đi em kèm số điện thoại kìa. Nghe ta tiết rồi cứ có mã nào cũng được đúng không? Rồi chờ em lúc nào em bán thì các chị lấy lên sau nhá. Chị nào lấy mã này các chị comment là đá gì em ơi? 223. Đá 223 và lên số điện thoại là 185.000. Con này của nó là gì ạ? À? Tay lỡ nhá. Và co giãn 4 chiều các chị mình luôn. Bao đẹp luôn ạ, à, 185.000. Sướng như này áo đá như em mà gọi là đá sáng quắc và giãn. Đấy, đầy size đến 670 cân. Chị nào lấy mã này các chị comment là đá 223 kèm số điện thoại 175.000 à 185.000 áo. 185.000. Bao đẹp với cả bao sang cho các chị luôn. Bao đẹp bao sang. Đây em lên mấy quần cho các chị đây. Đẹp dã man, hot hit dã man luôn. Đây em mặc với một con quần này cho các chị luôn nữa cho các chị. Em ơi em lấy cái quần L lên cho chị chưa? Quần L nâu chưa? 12, 13 ấy. 12 ấy. Quên đúng không? Thôi. Không bán nữa. À, giữa canh mặc có quần giả váy em lên rồi thôi chị La. Đà gì đây? Là Đà La. Em lên rồi thôi. À Hảo buổi hôm trước tranh nhau con này không được này chị Hảo ơi. Con này có ở đây này. Đấy hôm trước là cứ còn mãi là chỉ có đến size M thôi. Hôm nay con này có cả XL với cả 2X. Lên mấy quần đẹp chưa? Lên mấy quần quá là sang luôn các chị mình ơi này. Đẹp quá là đẹp luôn. Mã quần này các chị ơi quần ống 7 nhá. Quần ống 7 các chị lên đơn là Q9 cho em. Quần ống 7 thì nó quá sang với cả tôn dáng. Chỉ có một màu đen duy nhất thôi mà co giãn rất là đanh. Đấy đẹp và sang. Các chị lấy quần này của em đi. Thật sự là quá đẹp, đem lên 1-2 mã quần nữa các chị gọi là hết tiền luôn nhá. Quần này chị nào lấy ạ, size từ 40 cân trở lên và đến tầm 60 mấy cân ạ. Váy CV2
CV2 160 đúng rồi. Chị Hương Định ơi, phải lên số điện thoại đi. Sao nó cứ áo thoát ra vào lại thôi em ạ. Mạng chán thật, chị Lily đã 913 rồi. Ừ đấy, cái máy của chị nó cứ báo là thoát ra lại vào lại. Không hiểu luôn. Chị ơi lên mã quần cho em Lan là Q9 kèm số điện thoại, nó là dáng ống vẩy này. Các chị thích những cái dáng này, nó quá là dễ mặc luôn. Áo của em Lan là áo dài tay nhá, thân lưới 3D của hàng Quảng Châu, mặc nhẹ và sang. Mặc cái này đứng đắn nhở. Áo sơ mi 220, 67 cân bao đẹp luôn. 67 cân là các chị mặc vừa mã mới của ngày hôm nay. Mặc với chân váy thì trẻ trung kiểu chân váy, mặc với quần à, đẹp kiểu quần. Đấy, chị nào lấy quần thì các chị comment là Q9 cho em và mình lên số điện thoại là các chị chốt quần. 250.000 một quần. Không đẹp các chị em không lấy tiền. Được chưa? Mã cho em đan quần các chị comment là Q9. Còn gì à, áo thì các chị comment là sơ mi 853. 853 kèm số điện thoại. Sơ mi 853 hàng lưới 3D của hàng Quảng Châu 220. Size từ 40 và đến 67 cân là các chị mặc vừa. Quần thì em chốt đi 62 cân, chốt quần Q9 nhá, là dáng ống vẩy nhá. Thấy chưa? Quá là xinh luôn các chị mình ơi. Q9 kèm số điện thoại là em nhận đơn hàng. Trời ơi đẹp lắm luôn, cái quần ống vẩy này là gọi là liên tục bão hàng luôn các chị mình ơi. Đây em sẽ lên cho chị một dáng nữa yên tâm. Mà con quần này các chị không thích thì em còn không muốn bán quần nào nữa luôn ý. Áo đang mặc là 220 chị. Hoa của nó cũng đẹp và sang. 40 và đến 67 cân chị ơi. Nhìn này. Toàn báo là không phát được video. Thoát ra vào lại, chịu chết. Q9 là quần ống vẩy các chị ơi. Q9 mà lên số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Con áo này quá là đẹp luôn, em thề luôn là bão hôm trước à. Tranh nhau là còn vài cái size nhỏ nhỏ mà tranh nhau không còn cái nịt nào. Chị nào lấy áo này comment là mã gì nhỉ? Sơ mi 853. Sơ mi 853 và lên số điện thoại chị ơi. Sơ mi 853 cách số điện thoại là em nhận đơn hàng. 220.000. Cho em Lan xin lượt chia sẻ đi ạ. Sơ mi 853 kèm số điện thoại. Em có size 2XL. Quần Q9 chị Phạm Việt ok rồi. À, chị Hương Định ok. Chị Ly ok chị nhá. Mình cứ lên chuẩn mã hàng với cả cộng số điện thoại là ok. Facebook đang bóc chúng ta, em có lúc đọc được lúc không đâu. Đấy, con này thì rất là nhẹ với cả sang rồi. Quần ống vẩy là Q9. Đem lên cho chị một cái dáng nữa. Con này thử mặc lên với quần... À không, lên nguyên quần vẩy đã. Nhìn hộ em dáng Q9 nhá. Chưa có chị nào phải thất vọng luôn. Nó quá đẹp và sang luôn các chị này. Nó quá và đẹp với cả sang dáng. Đấy, Q9 cao 1,5m cho em mặc đẹp. Không phải lo gì. Nó giãn nhưng mà nó cực kỳ đanh. Đấy, nó giãn đanh và bao đẹp luôn cho các chị mình. Q9 kèm số điện thoại một màu đen thôi chị mình ơi. Cho chị lên quần Q1 đủ sai. Đây, ống vẩy. Áo là sơ mi 853 chị mình nhá. Sơ mi 853 kèm số điện thoại. Đây, lên một em này nữa không đẹp, không phải lấy tiền. Con này cũng bị bão luôn con này, nhưng mà con này cũng chỉ đến 62 cân. Còn nếu mà quần ống vẩy mà các chị thích đến 65 6 cân thì các chị lấy mã khác. 65 6 cân thì em nghĩ có mã kia. Áo lại gần chị xem, trời ơi nó đẹp lắm mấy chị ạ. Đây này, toàn bộ của nó sẽ ép đá như này chị ơi. Tay của nó này, lưới 3D một lớp, nhưng mà cái thân của nó là lưới hai lớp. Nó quá đẹp và sang. Đây chị ơi, con này cũng bão luôn. Em này cũng 250 một quần. Liên quan đến cả chất với form này các chị mình yên tâm luôn. Lên mã cho em Lan là Q1 và lên số điện thoại là các chị chốt quần. Quần ống vẩy các chị lấy mã này giúp em luôn. Đấy các chị mình ơi đẹp nhờ. Q1 kèm số điện thoại. Q1 là cách số điện thoại là em chốt đơn hàng. Q1 nó là quần ống vẩy các chị mình nhá. Nó sẽ có màu đen với cả màu xanh than. Cũng đến 62-63 cân mặc đẹp luôn. 250. Sơ mi 853 chị Quản Huệ ok. Chị Cẩm Tú Hà ok rồi này. Sao C1 từ bao giờ đây hả chị Nguyễn Minh Khánh ơi? C1 là áo đỏ đúng không? Hôm nay nhà em chưa like C1 đâu nhá. C1 là like trước rồi chị nhá. Rồi ok. Chị Hè Hồng ok rồi. Chị Vũ Luyến ok. Chị Quy Bùi ok. Chốt sơ mi 853. Chị Bông ok chị luôn ạ. À. Mã hàng lên đơn là sơ mi 853 là chốt áo của em.
Con này đang mới và đang đủ size để các chị chốt luôn. Quần ống vẩy chị nào lấy comment là Q1. Đấy, mã áo thì các chị comment là sơ mi 853 kèm một số điện thoại. Con này những cái chất này mà các chị nào đã mặc một lần là rất là thích. Đó là dòng thân lưới 3D. Mặc vừa sang vừa nhẹ vừa mát mà mặc được tất cả 4 mùa. Được chưa? Chị nào lấy quần này các chị comment mã hàng là Q1 giúp em và cộng số điện thoại. Q1 nó là dáng quần ống vẩy em la sẽ có màu xanh than như em đang mặc này. Đây các chị nhá. Q1 là quần ống vẩy màu xanh than và Q1 em đang có màu đen. 250.000 một quần. Không đẹp các chị không phải mặc luôn, 250.000. Cạp của nó là cao vừa tầm, các chị mặc nó sẽ không bị kiểu như là chưa ngồi đã hở hết lưng ra. Chưa ngồi đã hở hết lưng mà cực kỳ là ôm bụng luôn. Hai quy trang trí đây và có cái quy này trang trí ở giữa. Hai cúc cài và quy trang trí với cả khóa thẳng. Đấy, quần nó giãn đanh nhá các chị mình ơi, không giãn không ngồi được đâu. Không giãn không ngồi được. Sơ mi 853 cộng số điện thoại. Tất cả các chị chốt đơn đều có mã hàng, đều có số điện thoại là chốt được đơn. Bởi vì con này em đang có đủ size. Các chị nhá, con đang đủ size 220.000. 6-7 cân vừa. Chị nào lấy quần ống vẩy các chị comment mã hàng là Q1 kèm số điện thoại. Nó sẽ giãn và rất là đanh với cả là tôn dáng. Đấy, em lên cho các chị một cái cạp nữa của công sở. Trời ơi, con nữa đẹp lắm các chị mình ơi. Q1 con này đang bão luôn là 250.000. 250.000. Quần ống vẩy các chị lên một cái dáng này cho em. Sơ mi 853 kèm số điện thoại. Đây các chị thích quần thì em lên quần cho các chị xem. Đấy. Nhưng con này đã là hết. Cái này mà. Cái này thì hai phát không còn. Chị biết thừa mà. Chị biết thừa. Chị ơi lên con cạp này em lấy cho chị con cạp suông đi. Cái cạp của quần suông đi cho nhìn cho các chị cho rõ. Vì là màu đen là các chị nhìn không rõ đâu. Các chị ơi nó đẹp dã man luôn. Con này có 260 phải không? Con quần suông này hàng 26 này. Quần vẩy quên. Con vẩy này khuy của nó trang trí sẵn. Đẹp lắm các chị ạ. Đây này. Con dáng này nữa cũng là mới ơi là mới luôn. Cũng 260.000. Nhưng mà con này có đến 40 và đến 65 cân. Con ống vẩy này 40 và đến 65 cân là chốt quần ống vẩy giúp em. Mã lên đơn quần ống vẩy. Mã này các chị lên đơn là Q18. Q18 kèm số điện thoại. Quần ống vẩy em mặc trên người là 260. Cái cạp của nó sẽ như này nhá. Q18 này các chị này. Đây. Cạp của nó đẹp ơi là đẹp luôn. Nó sẽ như thế này nhá. Q18 kèm số điện thoại. Đây nó sẽ là màu nâu với cả là màu đen. À quên, nguyên màu đen thôi. Cạp của nó sẽ như thế này. Đấy. Các chị nhìn kiểu như là ở trên live các chị nhìn không rõ. Cái cạp của nó giống như em đang mặc trên người nó sẽ đen như là sẽ màu đen. Nhưng mà cái quy của nó sẽ trang trí như cái màu nâu này này. Đấy em dơ màu nâu cho các chị nhìn rõ nhá. Đấy được chưa ạ? Vẫn có quy như này, hai cúc cài trang trí này. Đấy hai cúc này cố định nhỉ. Hai cúc này để cài và cái quy này nó cũng cố định như này rồi. Các chị kéo khóa lên, các chị cài hai cúc này là xong. Kéo khóa lên và đây cạp nó sẽ như này. Em này thì quá đẹp rồi. Con này thì có cả 2XL là đến 66 cân các chị mặc đẹp. Mã lên đơn là Q18 là các chị cứ chốt quần của em. Chỉ có một màu đen thôi các chị mình ơi, dáng quần ống vẩy 260.000 là Q18. Đấy chị Nga ok rồi. Cho chị mua hai áo sơ mi dài tay hoa 3D màu đen và màu đỏ. Trời ơi. Chị Nguyễn Lý ơi em chịu chị luôn. Cho chị mua hai áo sơ mi tay dài hoa 3D đen và đỏ thì đúng là bố em không chốt đơn. À chị chắc gặp bố em chốt được đơn nhá. Chị cho gặp bố em đi, chốt đơn đi. Chị mua kiểu này thì em chịu. Em đứng đây em còn chẳng biết chị mua cái gì. Phải có mã cho em mà kèm số điện thoại chứ chị. Mã đã không có rồi lại còn có số điện thoại cũng chẳng có nữa. Cho chị mua hai áo sơ mi dài tay hoa 3D màu đen và màu đỏ nhé. Vâng. Chị đợi chuyển số của em cho à. Em chuyển cái tin nhắn của chị cho bố em nhé. Ôi em chịu, các chị mua bán kiểu này thì đúng em hại não thật chứ mà. Số điện thoại đã không có rồi mà hàng chẳng có luôn. Đấy các chị nhá, chú chị nào mà không đầy đủ thông tin cứ cho gặp bố em nhá. Chị ơi quần này là 260.000. Mã này lên đơn là Q18. Các chị ơi quần này của nó đẹp dã man luôn. Chị ơi không có mã hàng của chị, không có mã hàng cái này. Chị bảo mua hai áo sơ mi dài tay hoa 3D màu đen và màu đỏ. Đấy.
3D màu đen màu đỏ hay là cái con mới giống như con canh kia đúng không? Đấy là nó phải có mã hàng chứ chị. Cũng như là chị ra ngoài chợ chị mua muối, chị mua mắm, chị phải có cái tên của nó thì người ta mới lấy cho chị được chứ. Mã không có rồi. Q18 cho em ra là 260, không phải lo gì. Đấy. Tặng hết cho hết rồi các chị ơi. Mã hàng kèm số điện thoại à, C68 em còn hàng chị ơi. C68 còn hàng. Chị nào lấy quần này các chị comment là Q18 của em và kèm số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Q18 kèm số điện thoại. Đấy, quần ống vẩy đẹp sang rất là sang luôn, còn lại 26 không có chị nào phải thất vọng luôn. Áo sơ mi thì các chị comment là sơ mi 853 kèm số điện thoại, thân áo của nó rất là vừa luôn đấy các chị mình ạ. Thân áo rất là vừa luôn. Ôi mẹ ơi. Hôm làm cho một phát tạo chị. Đẹp lắm luôn, là đẹp thế này các chị mình ơi. Đây quần này thì các chị lên mã này cho em, không sướng không phải mặc luôn. Ô con chân mấy xòe hôm nay chưa lên phát nào nhỉ, một set như con canh nhỉ, set như con canh chưa lên phát nào. Đâu ở quần đen rồi, suông đen rồi. Ok đấy các chị mình ơi, đây em lên cho các chị mã này nữa, mã cộng số điện thoại. Quần suông này đến 6667 cân đây này. Quần suông này đến 66 và 67 cân các chị mặc đẹp giúp em luôn. Đấy. Mã này áo này chị nào chưa được chốt đơn các chị đặt luôn. Mã này cho em đây là Q C68 đây ạ, à, chị nào vừa hỏi C68. Chị Quy Bùi, chị Đặng Hường ok rồi. Chị Nguyễn Thương. Mã 85 hả em? Trời ơi chịu chết chị rồi. Bây giờ chị hỏi em biết hỏi ai, chị mua chị chả nhớ mã, chị hỏi em biết chị hỏi thế nào đâu. Chị ơi là chị ơi. Chị ơi các chị chốt quần suông cho em. Mã quần suông các chị lên đơn là siêu sướng, kèm số điện thoại là các chị chốt quần. Quần này của nó thì siêu siêu sang và siêu hách dáng luôn. Chỉ có màu đen với cả màu nâu thôi. Được chưa ạ? Chị ơi chị xem lại mã xem chị thích mã nào đi, về em cũng chẳng chị biết chị thích con nào ấy. Chị nào lấy mã này các chị comment là quần suông là siêu sướng các chị mình nhá. Siêu sướng cho em tông màu đen, à màu gì ạ? Màu đen. Và siêu sướng cho em tông màu nâu. Con này thì quá là đẹp luôn ý. Em này cũng là hàng 26 đúng không? Vâng. 260.000. Siêu tôn dáng luôn, 67 cân đổ lại là các chị mặc đẹp. 67 cân đổ lại là các chị chốt quần suông giúp em ạ. Được chưa? Mã quần thì các chị lên đơn là siêu sướng, vừa nãy là quần ống vẩy. Và đây là quần gì ạ? Quần suông nhá các chị nhá. Và đây là quần suông. Đấy. Chị nào lấy quần suông thì các chị comment là siêu sướng kèm số điện thoại. Những cái quần này thì nó rất là mới và nó rất là sang dáng. Đấy các chị nhá. Được chưa? Siêu sướng mặc nhưng không mặc gì luôn. 67 cân đổ lại 260.000 một quần. 260.000. Mã quần suông comment là siêu sướng kèm số điện thoại. Chị Trần Thoa ok rồi. Đấy cứ có mã hàng cho em. Ui, cứ có mã hàng như vậy cho em là ok. Đấy. Áo thì các chị comment là C68 cho em chốt đến 67 cân. 6667 cân 180.000 một áo. Mã áo thì các chị comment là C68 cho em lan màu xanh xanh gì ạ? Xanh dương này. C68 em lan có màu xanh lá này. Thấy chưa? 40 cân và đến 6667 cân là vừa áo. Nhẹ tênh tênh luôn ạ. Chất nó đẹp với cả sang. Đấy, áo thì các chị comment là C68 nhé, chất liệu là vải lụa nhung mát nhá. Và đẹp luôn. C68 đỏ này các chị mình ơi. Đấy, C68 đỏ. C68 em đang có màu đen. Đấy. C68 em có màu gì ạ? Màu than của C68. Mã lên đơn là C68 kèm số điện thoại là em nhận đơn hàng. C68 màu vàng đây các chị mình ơi. Chọn màu theo ý các chị, form này các chị nhìn áo đây là các chị biết rồi. Đúng không ạ? C68 vàng. C68 em đang có màu xanh ngọc. C68 màu xanh ngọc. C68 em đang có màu gì ạ? Màu trắng của C68. Mã lên đơn và C68 kèm số điện thoại. Màu xanh dương như em đang mặc trên người đây các chị mình ơi. Và quần thì các chị comment là siêu sướng kèm số điện thoại. 260.000 một quần. Bao đẹp và bao sang dáng luôn, không phải lo gì. Quần suông. Đẹp ơi là đẹp luôn. Nó có màu đen với cả màu nâu. Đó, các chị nào thích sang mà thích kiểu như là lạ lạ mới mới thì các chị lấy mã này. Mặc cực thích luôn. Chị Hạnh rồi. Chị
Chị cầm ok rồi, buông áo ra chị ngắm đây, bây giờ em buông ra luôn. Buông con trước hay buông con này? Con trước thì em cởi ra rồi. Đây chị mình ơi, màu nâu này. Thấy chưa? Màu nâu này. Em bỏ luôn ra như này cho các chị mình xem. Các chị cứ lấy cái gì các chị để lại chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em là ok. Không phải suy nghĩ gì luôn. Đấy, set như cái mặt này là set mới của ngày hôm nay đây, thích thì em lên luôn chị ơi. Đấy, thích em lên luôn. Mẫu này, những cái áo này các chị có thể mặc quần suông, các chị có thể mặc với chân váy cho em đều rất là đẹp luôn chị ơi. Đây. Màu nào cũng đẹp luôn ạ, màu xanh lá của em rất là mới rồi. Đỏ này của em đang là đỏ nhung nhá. Đỏ như cánh hồng nhung ấy chứ không phải đỏ đậm đậm ấy, chứ không phải là màu đỏ đỏ tươi quá đâu. Các chị yên tâm giúp em luôn. Đấy, không phải lo gì. Mã này cho em Lan là C68 kèm số điện thoại. Chị nào nhận được hàng những con này các chị cũng phải hài lòng luôn các chị mình ạ. Nó quá đẹp luôn. C68 cho em là 180. Chị Hạnh này, chị Hường ok chốt C68. C68 kèm số điện thoại là em nhận đơn hàng. Màu thì do khách hàng chọn. Cho chị mượn cái chân váy xòe kia, chị lên luôn cả con áo kia nữa. Quần suông là được, có cả 2X đấy các chị ạ. Chốt đi 6-7 cân được đấy. Đây 6-7 cân luôn. Nốt con này bán váy nhé. Trời ơi các chị mình ơi này. Mặc với quần thì đẹp đứng đắn kiểu quần. Mặc với chân váy cho em thì sang kiểu chân váy luôn. Chị Nguyễn Yên, chị Thúy Lâm ok chốt C68. Đấy chị ơi, chị Ngọc ok chị ạ. Mã hàng lên đơn là C68 kèm số điện thoại. Trời ơi, chị Hương Trần comment mỗi là sơ mi kèm số điện thoại thì em chịu luôn chị ơi. Sơ mi kèm số điện thoại. Con sơ mi này là sơ mi lụa nhưng các chị ơi, không có mã hàng là nhớ là đừng có comment. Mã hàng và số điện thoại mua hàng nhé, em phải có mã hàng, phải có số điện thoại thì em mới chốt được đơn. Được chưa ạ? Chị ơi đẹp không? Con C68 chưa có chị nào phải thất vọng luôn. Và em đang mặc với chân váy của CV bao nhiêu đây em ơi? CV12. CV12 là các chị chốt hộ em này. Em đang mặc với chân váy của CV12. Con này thì nó quá xinh rồi. Con này là giống như con canh đang mặc. CV12 kèm số điện thoại. CV12 cho em là chân váy. Các chị nhá, có màu đen với cả màu nâu. 180.000 và gì ạ? 67 cân đổ lại là các chị mặc vừa. 40 cân và đấy 67 cân. Con này xinh lắm ấy các chị ạ. CV12 kèm số điện thoại. CV12 em đang có chân váy màu nâu và CV12 đen. Size từ 40 và đấy 67 cân. 180.000 một chân. Đấy, chị nào lấy chân váy thì comment mã hàng là CV12 và áo là C68 của màu xanh lá. C68 của xanh lá. Đẹp luôn là đẹp luôn mà nhẹ lắm các chị mình ạ. Không phải lo gì luôn. Đấy. Gọi là các chị nhận hàng thì chị nào cũng phải sướng. Chất của nó là hàng đẹp, còn cái loại mà nó mỏng hơn mà nó cứng hơn. Cái dòng này này là em không lấy đâu. Nó mỏng hơn nhưng nó lại cứng cứng kiểu thô thô, còn con này của em dày nhưng mà lại mềm mát. Dày nhưng mà mềm mát. Các chị nhận hàng các chị cứ đồng kiểm cho em thoải mái luôn. Đấy nhá. C68 trắng này. Em ơi nhìn cầm màu của chị đi cho nhanh. C68 trắng đây các chị nhá. C68 của em là có xanh ngọc. Đấy, váy chờ em một tí, bây giờ em lên luôn kèm đây. C68 màu vàng đây chị này. Đấy, C68 vàng. Được chưa? C68 em Lan có màu xanh gì ạ? Xanh than. Đến 66-67 cân. C68 em có đen. Cái màu đen này mặc với chân váy đen, được mặc chân váy nâu thì rất là nổi này. Đấy, mặc với chân váy nâu thì rất là nổi luôn. Mã lên đâu là C68 cho em. Kèm màu đen, C68 em có đỏ. Và C68 màu xanh dương. Được chưa ạ? C68 xanh dương. Xanh lá em đang mặc trên người đây. Đẹp ơi là đẹp luôn. Chân váy mã hàng là CV12 chị nhá. Trời ơi đẹp không? Siêu thích luôn. Thân áo rất là vừa cho các chị luôn. Đấy, chân váy có cả 2XL chị ơi. Lên mã hàng cho em và cộng số điện thoại nhá. Không phải là gì ạ? Các chị ơi, không phải là em đứng ở đây để em tư vấn từng người một là chị 50 cân mặc size gì hay chị 60 cân. Các chị phải chọn được cái mã hàng và để lại số điện thoại. Sẽ có nhân viên ở bên em tư vấn cho các chị mình là chị mặc size gì vừa. Chị Lan lấy váy đen xòe dài đi nhé. Lấy cái gì dài đến đâu nữa? Dài đến đâu? C68 là 180. Lên áo phông hết hàng chị ơi. Chị Xuyên Nguyễn hết hàng. Chị Thắng Ngọc ok em chốt đơn hàng. Chị Thủy Lâm chốt rồi. Chị mua C5 cái gì? Sơ mi 15863 cân mà không thấy gọi đặt lại cho em phát. Chị Thanh Phạm ơi, đơn hôm qua nhà em chưa gọi hết đâu. Cả sáng nay cũng chưa gọi hết đâu chị ơi. Chưa gọi hết đâu. Nếu mà chị chốt từ hôm trước mà chưa được gọi, chị đặt lại hộ em đi.
em ơi, 11 giờ hôm nay nhân viên gọi điện nhưng chị lại đi ra ngoài không mang theo máy. Đấy, em bảo các chị là đi theo, đi đâu thì phải mang cái máy đi. Cái máy lại để ở nhà xong người đi là không gọi được. Bây giờ chị gọi lại 3 cuộc không thấy nghe máy, chị đặt lại cho em, gọi lại cho em phát. Chị Vĩ Oai gọi lại đi chị. Gọi lại cho em đi. Gọi lại đi chị ạ. Chị gọi lại, các chị gọi lại trong giờ hành chính của em mới. Nhiều lúc các chị mình nhân viên đi về hết rồi, các chị gọi em biết đằng nào đâu. Đấy. Em lấy con này mới lại cái con Q7 cho chị, mà cái con Q7 để chị mặc luôn mấy con nào. Đấy. Đây các chị mình ơi. Lên mã được. Sợ khổ nhất là các chị mình ấy, đi đâu không mang máy đi đấy. Em bảo dặn kỹ rồi, đi đâu phải mang cái máy đi. Khổ quá, có cái máy ở một nơi, xong là người một nơi, xong có lúc ủa, cái áo này đẹp vãi đái luôn các chị mình ơi. Đẹp quá luôn nhỉ. Chị Hoa Vivi Hoa đặt lại đi. À cái gì gọi lại đi chị ơi, gọi lại báo bao giờ các bạn nghe thôi. À, xem thì thích quá mà gà thì bán hết rồi, khổ thân. Chị Nguyễn Lành nuôi đi, bao giờ gà nó gì lớn thì lại gặp em tiếp. Chị nào lấy mã này các chị ơi, sơ mi mã mới nhá. Lên mã cho em là sơ mi gì em ơi? 206. Sơ mi 206 là mã mới ngày hôm nay. Đẹp ơi là đẹp luôn, 67 cân còn size vừa. Đấy, nó sẽ là tay dài và lưới 3D. Được chưa? Ép đá hết như này, con này quá là đẹp và sang. 220.000 một em. Lên mã cho em là sơ mi 206, 206 phải không? Vâng. 206 cộng số điện thoại. Sơ mi mã 206, đây là như set canh đang mặc này các chị nè. Đấy, set này giống như set canh đang mặc luôn. Sơ mi mã 206 và kèm số điện thoại. Áo này em đang bán các chị là 220, con này sẽ là hàng mở cúc và tất cả của nó sẽ ép đá cổ như này vào tay. Được chưa? Size đến 67 cân các chị mặc vừa. Size đến 67 cân ạ. Lên mã là sơ mi 206 kèm số điện thoại là các chị chốt đơn. Sơ mi mã 206 nhá. Chân váy thì các chị comment là CV10 CV12 12 kèm số điện thoại. CV12 kèm số điện thoại. Chân váy này của nó sẽ là khóa đằng sau lưng này các chị này. Khóa đằng sau lưng như này. Nó sẽ rất là ôm bụng luôn các chị, mà mặc nhẹ tênh luôn. Có màu nâu và có màu đen. Các chị mà bỏ qua con áo này cũng quá là tiếc luôn. Con này mặc với quần, em lấy Q7 chưa? Đấy, chân váy này các chị mặc lên nó sẽ như này. Còn các chị thích mặc với quần lên cho em đẹp luôn. Đấy, áo là 220 đến 67 cân các chị mặc vừa. Sơ mi 206 kèm số điện thoại là em nhận đơn hàng. Rồi ok ạ, chị ơi 220 nhá. 220.000. Bây giờ em lên luôn mấy một cái con quần công sở nữa cho các chị này. Chuẩn công sở để các chị lấy mã này. Đây này. Đẹp lắm. Chờ em đi, em cũng thích bán váy mà, nhưng mà em thề luôn rồi. Cái gì em cũng muốn đây, chờ em một tí thôi. Cái chị chờ em một chút lâu nữa. Chị ơi nhìn hộ em con Q7 này. Đẹp như thế này. Q7 nó là chuẩn công sở luôn. Màng này thì giáo viên mặc gọi là gì nhỉ? Thích luôn. Chuẩn công sở luôn ạ. 280.000 một quần. Size đến 67 cân các chị mặc đẹp. Được chưa ạ? Quần này siêu gọi là ôm bụng này, đứng quần này, co giãn và đanh này. Đây là quần ống đứng của công sở các chị nhá. Quần ống đứng của công sở các chị lấy mã này. Lên mã hàng cho em đang là Q7 cộng số điện thoại. Q7 là các chị chốt quần. Em có màu đen đây như em đang mặc này. Túi của nó sẽ là túi hai bên như này nhá. Chất nó sẽ co giãn và rất là đanh. Q7 là đến size 67 cân là có đến 2XL. 280.000. Và Q7 em có màu than. Q7 em đang có màu ghi. Đẹp ơi là đẹp luôn các chị mình ơi. Mã lên đơn là Q7 kèm số điện thoại là em chốt đơn hàng. Đấy, đẹp và đứng quần luôn, có cả size S, size M, size L và size XL. Size 2X nữa chị ơi. Size 2X là đến 67 cân các chị mặc đẹp. Lên mã hàng cho em là Q7, đây là quần ống đứng của công sở. Nếu các chị mình thích đơn giản mà kiểu như là đứng đắn mà kiểu truyền thống thì các chị lấy quần này. Còn các chị thích lạ hơn, sang hơn một tí nữa, các chị lấy sang quần vẩy và quần gì ạ? Vẩy và quần suông giúp em. Quần suông giúp em nhá. Đấy con này đẹp dã man luôn. Các chị mình mà ly nó phẳng đét. Chất co giãn 4 chiều luôn. Bao nhiêu nghìn chị đang mặc cái quần 280 nhỉ em. Được chưa ạ? Quần của em Lan sẽ có màu Q7 em Lan sẽ có màu xanh than này. Q7
Q7 em có màu ghi này. Và Q7 em có màu đen đang mặc trên người. Áo thì các chị lên đôi là sơ mi. Sơ mi 206. 206 chị ơi, 220. Sơ mi 206 hàng Quảng Châu em vừa mới về hôm nay luôn ạ. Sơ mi 206 kèm số điện thoại. Chị Hiền, chị Nguyễn Lý, ok chị ơi nhìn này. Thân áo rất là vừa luôn cho các chị mình. Đây em sẽ lên một hai con áo mà gọi là đơn giản hơn cho các chị mình. Con này, những con này còn hàng nhiều không nhỉ? Đây đây đúng không? Hầu như là còn một này đúng không? Rồi ok, đây em lên thử cho các chị một hai con áo mà đơn giản hơn. Để cho các chị sơ vin con này á. Hay chị tưởng màu cam này còn. Con này cũng còn. Nhưng bây giờ nó đang còn màu nào? Mày đừng có nói phét tao nữa đi. Con này chắc chắn là còn, nhưng mà ba cái này không biết. À, thiến mẹ mày đi. Con nói phét thế. Đây các chị ơi. Đây các chị mình ạ, đơn giản hơn, các chị lấy mã này này. Trời ơi, nhẹ ơi là nhẹ luôn các chị mình ơi. Nhẹ ơi là nhẹ luôn ý ạ. Đây, mà có 130 nhá. 130.000 một áo. Nhớ là phải có mã hàng cho em. Con này thì siêu nhẹ luôn rồi. Con này thì tùy cổ, nói chung là còn cổ nào các chị chốt cổ đấy. Mặc với quần không sơ vin hay là sơ vin cho em đều được. Con này đến 65, 66, 67 cân đều vừa. 65, 66, 67 cân đều đẹp luôn cho em. Đấy. Chị ơi, đây, nhẹ tinh tinh luôn. Thân của nó sẽ là dạng như là cốt tông ấy các chị ơi. Rất là mềm luôn. Mặc với quần như này cho em vừa đẹp vừa đứng đắn này. Rất là mát luôn ạ. Thích đi làm, thích đi chơi, đi đâu mà mình đứng đắn. Thì các chị lấy mã này. 130.000 một áo luôn cho em. Chị Thảo ra, ok rồi, ok, chân váy dài hơn thì chờ sau nhá. Bây giờ em chỉ có dài tầm đấy thôi chị ơi. Con này cho em là sẽ có cổ này là màu cổ màu gì đây em? Màu cam à? Xem ở đây nào. Cổ màu cam. Màu nâu. Màu nâu đúng không? Cổ này cổ màu nâu này các chị mình ơi. Mã lên đôi là C gì em? C71. Các chị chốt áo cho em. Thân áo nó sẽ bằng bằng như này và nó suông suông. Các chị với cả các cô mình đều mặc đẹp. Mặc với quần, thích mặc với chân váy. Các chị sơ vin hay không sơ vin đều đẹp. Rất là nhẹ luôn mà nó có hẳn lá cổ như này. 130.000 một áo. Mã lên đơn là C71 cho em Lan cổ màu nâu. C71 em Lan có cổ màu đỏ. Đấy chạm 130.000. Áo lên đơn là C71 ạ. Cổ màu trắng này. C71 em Lan có cổ màu vàng. Các chị chọn màu cổ luôn. C71 cổ nhí màu, cổ hoa nhí màu vàng như này. Cổ nhí hoa nhí màu vàng. Cổ hoa nhí màu trắng đen. Cổ hoa nhí màu đỏ. Và cổ hoa nhí màu nâu em mặc trên người. Mã áo thì các chị lên đơn là C71 các chị nhá. Con này thì siêu mát luôn, 130.000 một áo. Size em đang chốt đơn cho các chị mình là từ 50 cân và đến khoảng bao nhiêu ạ? 66 cân. 50 cân đến 66 cân các chị chốt đơn C71 kèm số điện thoại. Mà nhớ là em này thì các chị phải chọn được cái màu cổ nhá. Đấy, màu cổ. Đẹp lắm mà nhẹ bẫng luôn các chị mình ơi. Áo lên đơn là C71 đi. C71 là 130, Q7 50 cân ạ. Chọn màu ghi có size vừa. Đẹp cực kỳ luôn, không phải nghĩ gì chị ơi. Mã áo các chị lên đâu là C71 nhá. Mỗi chị vào like cho em là xin lượt chia sẻ like nhá. Chấm bài và chia sẻ hộ em với ạ. Chị ơi 130.000. Không lo giá nhá, em bao rẻ và bao cả đẹp nữa. Nhận hàng các chị cứ đồng kìa. Rất là mát luôn, con này nó hẳn lá cổ như này luôn. Đấy các chị mình đi đâu muốn đứng đắn thì cũng có thể là cái này có cổ mà nó rất là thoáng. Rất là thoáng, thân này rất là có giãn và mát. Nhá. 130, size 50 và đến 65 cân. C71 cổ này em đang có màu nâu này. Các chị ơi cái này thì các chị chỉ cần nhìn dáng thôi. Còn cái cổ thì em nghĩ là cổ nào cũng đẹp. Cổ nào cũng rất là đẹp luôn, mình lấy cổ nào cũng xinh. Đây C71 cổ nó sẽ màu vàng như này. Đấy hoa nhí màu vàng, von tay của nó vọn là von lụa ấy. Và gì ạ? Thân của nó sẽ là cốt tông giãn và mát. Đấy, C71 cộng số điện thoại lém chốt đơn. Cổ màu trắng đen đây chị nhá. 130.000 không phải lo gì. Em mặc như nào em bán các chị như thế. C71 hoa nhí màu đỏ đây. Thấy chưa? 130 và C71 cổ nhí màu nâu. Chị Ngân Ngoan, chị Nguyễn Hương, chị Phạm Hương ok chốt C71 ạ. Chị ơi 130.000 một áo. Đấy 130. Mỗi chị vào like cho em đã xin một lượt chia sẻ nhá. Áo sơ mi dài 252 sao không thấy gọi. Chị Mạnh Nhân ơi đặt lại cho em đi. Không thấy gọi thì các chị đặt lại cho em mã hàng kèm số điện thoại đi. Cứ báo thoát ra để vào lại. Chả biết là lúc ấy lại nó có được không. Cái máy kia thôi, còn cái máy chính thì không sao.
Chị Yến ok, chị Nguyễn Lý ok. C71 kèm số điện thoại. Nhớ được cái mã hàng đi các chị nhá. Cái mã hàng nó phải chuẩn ấy thì mới chốt được đơn. Con này nhẹ tanh tanh luôn ấy, 130.000. Không phải lo rẻ mà không đẹp đâu. À bao rẻ và bao đẹp luôn. Em lấy con gì cho chị chứ? C71 kèm số điện thoại là em chốt đơn hàng. Đây này, nó có những cái cổ tròn đây này. Cổ tròn nhí này này. Con này lấy chưa? Đâu? Ừ, nhưng mà con đấy có ít hơn đấy. Đẹp lắm. Đây em lên một hai con cổ tròn đây cho các chị size to, các chị với cả các cô này. Đây con C77, con C77 này. Ok nhá. Các chị lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em. 50 cân đến tầm 65, 66 cân là các chị mặc đẹp. Đây em lên một con cổ tròn này. Để các chị mặc quần lỡ ở nhà hay mặc quần dài cho em rất là ok luôn. Đây các chị ơi. Đấy nó sẽ nhẹ như này nhá. Mã này cho em 110. 110.000 đồng. Các chị lên mã cho em là C bao nhiêu nhỉ? C77 của em. Đấy các chị với cả các cô mình đều mặc được. Em này sẽ chun bo nhẹ nhẹ dưới gấu như này và size to nhá. Báo size chị 55 và đến 67 cân là mình mặc đẹp. 55 và đến 67 cân em này là mã C. C77. 77 cộng số điện thoại. Con này thì size bé không có. 55 và đến 67 cân là mình chốt đơn hàng. 110.000. Mã lên đơn là C77. Em có hoa màu đỏ. Chất của nó sẽ co giãn và cổ của nó sẽ pha gen. Đấy chứ ạ? 110.000. Bao đẹp cho các chị luôn. Thân áo nó sẽ như này. Đấy các chị mặc và các cô mặc nó sẽ không bị lộ bụng. Đấy các chị với cả các cô mình đều mặc xinh giúp em. Đi chợ hay các chị mặc đi đâu nó dễ chịu. Ở nhà các chị mặc với quần lỡ, các chị mặc với quần quần dài cho em đều được. Đấy, quần lỡ, quần dài, quần đùi. Đẹp và mát nhá, các chị ơi, nhẹ nhàng và tay của nó thì tay lỡ. Mã này có 110.000 luôn cho em. Mã lên đơn là C77 cộng số điện thoại. C77 là 110.000. Đẹp không ạ? C77 cách số điện thoại là em nhận đơn. Đẹp ơi là đẹp luôn đấy các chị mình ơi. Nó sẽ có hoa màu đỏ với cả hoa màu vàng. Vàng lẫn như này nhá các chị ơi. Chất của nó sẽ rất là mềm và co giãn. Đấy nó sẽ nẹp nhẹ ở dưới gấu như này. Chị nào lấy mã này comment là C77 cho em. Lên váy đi em biết rồi, chờ em tí đi các chị mình. Chị dơ các mẫu bộ để chị chốt. Ngủ quên không xem được. Úi giời ôi. Giờ này ngủ phơi cu lên người ta mua hết mẹ rồi. Chị Hương Đinh ơi comment đi ạ. Comment lại là C71 và cổ màu nâu kèm số điện thoại nó mới dồn đơn được. Chứ không phải chị comment nguyên số điện thoại, nguyên mã hàng nó không dồn đơn được đâu chị ơi. À nguyên gì ạ? Nguyên dồn đơn không dồn đơn được đâu. Chị Hương Đinh comment lại số điện thoại đi ạ. C71 màu cổ màu nâu kèm số điện thoại cho em. Bộ thì tẹo nữa em lên đi chị ơi. Chị nào lấy mã này các chị comment là gì nhỉ? C77. C77 kèm số điện thoại. C77 em có gì ạ? Màu hoa này, màu hoa này hoa vàng nhá. Và C77 hoa đỏ giúp em. Cổ nó sẽ pha gen. 110.000. Đẹp cực kỳ luôn, nó nẹp nhẹ này. Các chị mặc và các cô mặc kể cả có béo bụng, nó không bị lằn bụng lên, nó rất là dễ chịu luôn. Em đang tiện cái quần này em mặc luôn đấy chị ạ. C77 kèm số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn. Em còn sốt ruột hơn chị ấy. Váy rất là nhiều luôn đấy chị ạ. Đấy chị Phạm Đào chờ em tí. Chị Tình ok rồi. Chị Nguyễn Vũ ok. Mã hàng lên đơn là C77 là 101 chị ơi. C77 cho em kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Linh ok rồi. C71. Chị ơi nhìn của em nhá. Con này cổ nó sẽ pha gen như này. Các chị mặc ở nhà những cái hoa này rất là dễ luôn. 110.000. 110.000. C77 chị ạ. C77. Những cái con mà nó có màu ấy thì các chị phải comment luôn màu. Đấy. Một cái con cổ tròn nào đấy em lấy cho chị đi. Cổ tròn mà quay quay ngoài này. À, con tay xanh cô ban kia luôn này. Bắn luôn này. Cái kẹp đâu hết rồi. Các chị ơi lên mã này cho em nhá. Lên mã này cho em là gì nhỉ? C73. C73 con này cốt tông. Cốt tông và pha tay lụa như này, cổ Đức. Đấy, chị Thành, Nguyễn Thành Minh ok. Nhớ là 10 mã có số điện thoại cả 10 cho em.
Chị Hoài Thu, chị Trương Định, đúng rồi đấy, lần sau cứ mua như vậy là ok, đừng có check là tại sao không chốt đơn hàng đấy, tại sao, đúng không? Kể cả mà ở trên này chị có comment thiếu thông tin mà em không nhắc, khi mà in ra đơn ấy, nhân viên gọi thì cũng không xác định được mã hàng thì các bạn cũng không chốt được đơn đâu đấy các chị nhá. Thế để cho các chị đỡ phải mất thời gian, mà em cũng đỡ phải mất thời gian để bán được hàng. Chị thì mua được hàng, còn em thì bán được hàng. Chị ơi, con này của nó cổ đứt lửa như này, sơ vin với chân váy nó ra set khác luôn. Các chị mặc với quần thì set khác luôn. Mã này chị nào lấy các chị comment là gì nhở? C73 cộng số điện thoại là các chị chốt áo. C73 em có cổ này là cổ nhí vàng này. C73 em có cổ nhí màu đỏ 130.000 một áo. Cổ nhí này cổ nhí màu đỏ đấy các chị ơi. Và C73 em có cổ nhí màu trắng đỏ, hoa nhí trắng đỏ cho em. Đấy, hoa nhí trắng đỏ, hoa nhí đỏ này và hoa nhí màu vàng như em đang mặc trên người. Mã này lên đơn là C73. Size gì em ơi? 53 đến 66 cân là các chị chốt đơn hàng. 53 và đến 66 cân các chị comment mã hàng là C73. Đấy, cổ nhí màu vàng và C73 cổ nhí trắng đỏ và C73 cổ nhí đỏ giúp em. Được chưa ạ? Cổ nhí đỏ 130.000 một áo. Mã hàng lên đơn là C73 kèm số điện thoại là em nhận đơn hàng. Em này cũng siêu dễ mặc luôn, 130 nhá các chị ơi. C73. Rồi các chị nào có mã hàng và có số điện thoại thì sẽ chốt được đơn. Đấy, C73 có này đó, nó sẽ là cổ Đức. Nếu các chị mình thích mix những em này với những cái chân váy da set khác luôn. Còn đây em đang mặc váy quần thì nó sẽ đứng đắn hơn nhá. Đấy. C73 chị ơi. Đây, đây là em mặc với quần. Còn ví dụ như các chị thích mix với cái những cái chân váy, cho chị mượn con chân váy 2 luôn lên cùng đi. Chân váy 2 lên cho các chị xem cái áo này quá là dễ mặc. 130.000 một áo thôi nhá. 130.000 một áo. Làm thế nào nhỉ? Bắn được cho chị mấy cái con quần 13. Váy cũng muốn bán, quần cũng muốn bán. Nhiều mã quá các chị mình ạ, nhiều mã quá xong rồi là vội, rất là vội luôn. Một like mà không like được nhiều mã thì em thề luôn, nốt phát này em lên váy bây giờ ấy. Cho em xin mỗi chị một nút chia sẻ lên đi các chị mình ơi. Cho em xin một nút chia sẻ nữa để em bán váy đi. Cho nó mát máy đi các chị mình ơi, váy cho nó mát máy nhá. Ủa, cái màu ảo em cầm ở đây ra. Ui đẹp quá luôn các chị mình ạ, lên với chân váy luôn, cũng cái mã này. Lên mã là C7. 73 cộng số điện thoại C73 và em đang mix với chân váy lên như này cho các chị luôn. Các chị thích sơ vin bình thường ạ, à, nếu các chị sơ vin mà các chị sơ vin mà cái gì nhỉ? Cái áo các chị vào cái quần chip xong các chị kéo chân váy lên nó rất là dễ và nó sẽ rất là phẳng form. Mà con này em đang mặc bị rộng ấy nhá, tại vì nó không có size bé. Con này thì không có size bé đâu. Mã lên đơn là C73 nhìn vàng mua đi. C73 trắng đỏ. C73 em có tay nhí màu đỏ. Được chưa? 130.000 không phải lo gì luôn. 130.000 một áo. Chân váy mã là CV2 các chị đẹp nhá. Đấy, cho chị mượn con áo xanh coban kia nữa đi. Em qua mã luôn của C73 chị ơi. 130.000. C73 là 130. Đây, em lên cho các chị một con này nữa. Mã lên đơn và cộng số điện thoại. Con này thì cũng không có size bé luôn. Mã này lên đơn là C7. C72 kèm số điện thoại. C72 cách số điện thoại là em nhận đơn hàng. Tay này của nó sẽ có tay xanh coban như này. 130.000. Đấy. Chị lý rồi chị ơi. Con này cũng 130. Tay này của nó sẽ là tay hoa xanh coban như này nhá. Con này em sẽ có 3 màu hoa tay. Và size con này em đang chốt đơn cho các chị mình là từ 50 cân đến 65 cân. 50 cân đến 65 cân là các chị mặc vừa. Mã áo này các chị lên đơn là C72 cộng số điện thoại. Tay này của nó sẽ là tay màu vàng. Hình như này là em sẽ gọi là màu vàng này. Thấy chưa? Thân của nó sẽ co giãn. Đấy, màu vàng này các chị này. C72 em có màu gì ạ? Màu xanh cốm. Xanh cốm. Xanh cốm này có nhiều hơn đúng không? C72 xanh cốm này. Và C72 em có tay xanh coban như em đang mặc trên người. 130.000 một áo. Được chưa ạ? 50 cân đến tầm 65-66 cân là các chị mặc vừa.
50 cân đến 65 cân. Các chị nào lấy áo này comment mã hàng là C72 kèm số điện thoại. Thân của nó sẽ co giãn 4 chiều ạ, chất bao đẹp luôn. C72 tay vàng đây các chị nhá. C72 em Lan sẽ có cái tay này của là màu xanh cốm cho em, màu cốm cốm. Và C72 tay xanh than. Con này nó sẽ là cổ đức ấy các chị mình ơi. Cổ đức như này luôn ạ. Và chất giãn mát nhá. Chất giãn rất là dễ chịu luôn. Mã lên đơn là C72 cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. C72 kèm số điện thoại các chị mình ơi. Đẹp ớt là đẹp luôn. Dễ mặt cho các chị luôn. Mỗi chị đi ngang qua trên livestream một lượt hay lượt chia sẻ like nữa nhá các chị mình ơi. Cho chị mượn cái váy, cái chân váy kia đi em ơi. Cái chân váy gì nhỉ? Cái chân váy rồi ấy. Cái chân váy rồi. Chân váy rồi nhỏ này. Đây. Đây này. Đấy. Con này có chân váy đẹp đúng không? Chân váy này em còn một ít cái chị cứ bóc này. Còn nguyên chân váy này còn nguyên size S đúng không? Size S thôi các chị mình ơi. Em tặng cho các chị nhá. Mỗi chị đi ngang qua cho La Sinh một hai lượt chia sẻ nó lên các chị này. Chân váy này hàng quảng à cái gì nhỉ? Hàng thiết kế của em. Nhưng mà em có nguyên size S thôi. Chị nào mặc vừa chân váy này size S ạ. À. Tặng các chị không đồng luôn. Thấy chưa? Size S là tầm khoảng 40 cân đến tầm khoảng 45 46 cân là mặc đẹp. 40 cân đến tầm khoảng 39 38 cân đến tầm khoảng 60 mấy cân. Con này là chân hàng hãng đẹp luôn. Khóa kéo sau lưng. Đấy em còn ạ. À. Còn nguyên size S em tặng các chị không đồng. Và nó sẽ co giãn đây này. Rất là nhiều chị hỏi em cái chân váy này mà ôm như này này, mà size to hơn. Nhưng mà em không có đây này. Con này đẹp lắm luôn. Đấy con này lúc trước em bán 250. Em tặng các chị không đồng. Có khoảng chục hơn chục em thôi. Đấy các chị mình ơi. Hơn chục em chân váy này size S. Em tặng các chị mình không đồng luôn. Lên mã cho em là gì à? Chân váy không đồng. Chân váy tặng đi. Chân váy tặng cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Chân váy tặng và cộng số điện thoại là các chị chốt đơn. Em tặng các chị không đồng. Size tầm 39 40 cân đến tầm 45 46 cân là đẹp. Chị nào mặc cái chân váy size S. Nhá các chị ơi, toàn chân đẹp dã man. Tặng không đồng, tặng chân váy không đồng cộng số điện thoại. Chị nào có đơn dồn các chị dồn đơn được. Thấy chưa? Dồn đơn được size S và bình thường chị nào đang mặc quần áo size gì thì các chị biết rồi. Tặng chân váy không đồng cộng số điện thoại là em chốt đơn. Thích lên váy đúng không? Kèm cho em la xin lượt chia sẻ nó lên lấy động lực đấy các chị mình ơi. View gọi là tụt như này em không muốn bán này các chị này. Mã này lên đơn cho em Lan ạ. Tặng chân váy không đồng cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Lên váy chị. Lên con body đấy đi. Đây, em lên bắt đầu lên váy cho các chị mình này. Rất là nhiều con đẹp luôn. Mã này, những cái mã này nhà em đang siêu hot hit luôn. Các chị thích lên váy Quảng Châu hay lên váy hàng gì thì các chị comment cho em. Đấy, tặng chân váy không đồng nhá các chị ơi. Em sen vào thôi bởi vì là con đấy còn nguyên size nhỏ. Em tặng các chị mình không đồng luôn. Toàn hàng hơn 200 đẹp của em đấy. Các chị nào thích con này body. Trời ơi, con này đang bão luôn các chị mình ơi. 200 mấy nhỉ? 280. Body siêu đẹp và siêu tôn dáng luôn. Chị ơi. Đẹp ơi là đẹp luôn. Nó sẽ co giãn 4 chiều và khóa sau lưng giúp em luôn. Em sẽ lên váy nhá các chị mình nhá. Chị nào lấy váy này các chị comment là gì nhỉ? T39. T39 kèm số điện thoại là em chốt đơn. T39 em đang có màu đỏ này các chị này. Nó sẽ co giãn. Đấy chị Phạm Hương rồi chị ơi. Cứ đen chuẩn mã cho em. Đấy chị nào mặc chân váy size S thì các chị lấy. Bởi vì em tặng không đồng luôn. Bởi vì là có khoảng chục cái thôi các chị nhá. Toàn hàng đẹp ấy nhưng mà nó chật lại size S nhiều quá. Đấy. Chị ơi váy này của em là hàng thiết kế này. Nó sẽ là cái tang này của nó sẽ là tang cài rồi. Nếu các chị đáng thích các chị thì bỏ ra. Cổ nó là cổ vuông và chất u mì co giãn 4 chiều. Em đang bán các chị có 280. Được chưa ạ? Size 62 cân đổ lại là bao đẹp. 40 cân và đến 62 cân. Các chị lên mã cho em Lan là gì nhỉ? T39 kèm số điện thoại là em chốt váy. T39 màu đỏ đây các chị ơi. T39 của em Lan có màu đen. Em sang váy nhá. Con này nó sẽ co giãn 4 chiều cho các chị mặc đẹp và rất là sang luôn. Được chưa? Với cả tôn dáng. Chất hàng bao đẹp luôn các chị mình ơi. 280, 62 cân các chị mặc vừa. Được chưa? 62 cân các chị mặc đẹp luôn, không phải suy nghĩ gì. Mã lên đơn là T39.
T39 kèm số điện thoại. T39 là cái chữ chốt váy nhá. Được chưa? 280.000. Em có T39 màu đen và T39 đỏ. Con này nhà em đang bán bão luôn mà giá có 280. Đấy. T39 lên áo đá loại khác đi á. Nói chung là tí nữa thôi chị ơi. Tại vì là bây giờ em cũng rất là nhiều áo đá em muốn bán, nhưng bây giờ váy cũng muốn bán. Thế thôi, từ từ chờ em xét vào nhá. Chị ơi, em này sẽ có màu đen với cả màu đỏ. Được chưa? Chị nào lấy mã nào thì các chị cứ comment chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em. T39 là các chị chốt váy cho em với ạ. T39 kèm số điện thoại. Chất của nó sẽ co giãn 4 chiều, các chị mặc xinh luôn chị ơi. Mượn cái chân. Đấy, các chị thích váy hoa thì tẹo nữa em lấy váy hoa cho. Ủa, con này cũng siêu xinh luôn các chị mình ơi. Em này thì siêu xinh luôn mà có 240.000. Em này pha Vonter có 240.000. Con này cũng đến tầm 62 cân là các chị mặc đẹp. 61, 62 cân tùy chiều cao. Đấy, 61, 62 cân tùy chiều cao các chị mặc đẹp. Mã này cho em là gì nhỉ? Sang 7 cộng số điện thoại. Sang 7 và lên số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Con này đang có màu đen này, màu đỏ này và màu da. Đen, đỏ và màu da. Trời ơi, đẹp lắm luôn các chị ơi. Từ 40 cân trở lên có 240. Chất thì các chị không phải lo gì cả. Form lẫn chất em bao đẹp. Mã lên đơn là sang 7 và mình lên số điện thoại để các chị chốt đơn hàng. Sang 7 các chị ơi, nhìn này. Trẻ mặc được, chung chung mặc xinh cho em nhá. Màu đen này. Sang 7 em đang có màu da này. Và sang 7 đỏ. Chị nào chọn màu nào mình comment chuẩn mã hàng và cộng số điện thoại cho em. Con này nó sẽ chất rồi, nó sẽ co giãn nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà bao thích cho các chị luôn. Sang 7 khóa kéo sau lưng. Được chưa? 240.000. Màu này em có màu da này. 61, 62 phải tùy chiều cao. Đấy, sang 7 kèm số điện thoại. Màu đỏ đây các chị, màu da này. Đỏ này của nó đỏ đậm đậm như các chị nhá. Đỏ đậm đậm ý ạ. Và màu đen nó mặc trên người của sang 7. 240.000. 240. Mã lên đơn là sang 7 và lên số điện thoại các chị chốt đơn hàng. Đẹp ơi là đẹp luôn đấy các chị, mình không phải suy nghĩ gì luôn. Được chưa? Chất co giãn rất là nhiều luôn, không phải lo gì. Em bao đẹp cho các chị luôn ạ. Không bị hở hang gì hết. Đấy, cái phần pha Vonter này nó rất là trẻ này, ở đằng sau lưng của em này. Mã lên đơn là sang 7 cộng số điện thoại. SML XL, tôi không có 2X chị ơi. SML và XL. Mã lên đơn là sang 7 cộng số điện thoại. Rồi các chị lấy cái gì các chị cứ comment chuẩn mã cho em là được nhé. Sẽ có nhân viên tư vấn đơn cho các chị mình. Đấy. Mã lên đơn là sang 7 cộng số điện thoại. Gì muốn váy tiệc dài. Váy đỏ tiệc thì đây đây. Nó đang là mã đây đây. Mã này thì chị muốn đi tiệc kiểu gì hả chị? Tiệc ngắn hay tiệc dài hay là tiệc lỡ hay tiệc kiểu gì? Nhưng em này đi đám cưới đi đâu cũng rất là đẹp đấy chị. Rất là đẹp luôn. Đấy. Những mẫu này đi đâu cũng được luôn, chứ không phải là lo gì luôn đấy các chị mình ơi. Sang 7 cho em và mình lên số điện thoại. Đây em lên cho các chị một con này nữa. Đấy con này. Mấy cả là trẻ trung gì mình xem tuổi mình hợp những cái kiểu nào thì các chị chốt thôi, chứ còn em cũng không biết là các chị thích kiểu gì. Này 28 đi. Đây. Con này có lên quá xinh luôn. Các chị mình ơi. Mẫu này cho em nhá. Màu đỏ nhung này, màu nâu này. Đấy. Màu là màu vàng vàng ấy các chị mình ơi. Vàng vàng. Rất là dễ mặc cho các chị luôn. Được chưa? Mẫu này của em là hàng 28 đúng không? 280.000. Màu này của nó là màu vàng vàng ấy các chị nhá. Màu vàng này giúp em này. Đấy, màu đỏ này. Và màu gì ạ? Màu đen. Và màu đen. Mã lên đơn là gì em ơi? A4. A4 kèm số điện thoại.
váy A4 cộng số điện thoại là em chốt đơn hàng. Được chưa? Không phải lo gì. Mẫu này đang là 280. Size tầm 62 cân tùy chiều cao của các chị mình. Đấy, váy A4 cộng số điện thoại là em chốt đơn hàng. Khóa kéo đằng sau lưng và rất là dễ hàng thiết kế luôn cho em. 280. Màu vàng cho em này. Váy A4 em đang có màu đen và váy A4 em đang có màu đỏ. Được chưa? 280.000 luôn, hàng thiết kế bao đẹp. Chị nào lấy mã nào mình comment chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em. Con này vàng của nó vàng kiểu như là gì nhở, đậm đậm màu, rất là dễ mặc cho các chị luôn. Comment mã hàng là váy A4 nhá. Những cái mẫu này thì xin phép là em mặc một màu thôi cho các chị mình, để các chị mình chọn màu theo ý, được chưa? Chọn màu theo ý các chị thôi, còn form em đã mặc lên người rồi. Rất là dễ luôn ạ. 280 chị ơi. Mã hàng lên đơn là váy A4 cho em lan màu vàng. Váy A4 em có đỏ này. Và váy A4 em có màu đen. Đấy, váy A4 đen. Mã lên đơn là váy A4 và mình cộng số điện thoại các chị chốt đơn hàng. Con này là 280 nhá. Đấy, nó sẽ co giãn rất là nhẹ thôi nhưng mà bao dễ mặc cho các chị mình. Đi chân đất thì các chị đi dép cao đều ok cho em luôn. Váy A4 chị ơi. Váy A4 cộng số điện thoại. Chị ơi, 280.000. Comment mã hàng là váy A4 và cộng số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Váy A4 phải comment được chuẩn màu cho em là màu vàng, màu đen này. Váy A4 của em đang có màu đỏ này. Đỏ này của nó đậm đậm này. Và váy A4 vàng cho em. Thấy chưa? 280.000, không phải lo giá nữa luôn. Đấy, ok ạ. Thích sang váy hoa thì chờ em một tí. Váy A4 và mình lên số điện thoại là các chị chốt đơn. Cho chị thử một cái con hoa. Đấy, cái con hoa này đây nào. Con 62 đấy nào. Con này còn màu gì nhỉ? Này là bị gần đúng rồi. Để xem. Chút lấy ra xe khác. Đẹp quá là đẹp luôn đấy các chị mình ơi. Xinh ơi là xinh luôn như này. Đây các chị nhá. Thích hở vai các chị lấy những con này. Đi tiệc, đi đám cưới, đi chơi, đi đâu cũng được. Mà giá cũng hợp lý luôn mà. Em gọi là bão luôn. Con này hàng 32 đúng không? Bao đẹp như này cho các chị luôn ạ. Không hề bị hở hang gì hết. Đi chưa ạ? Con này nó lại là vòng váy hoa nhá. Hở vai nhưng mà hở rất là ít luôn. Trẻ mặc được chung chung mặc xinh mà nó đủ các màu. Tầm đến 62 cân là các chị mặc đẹp giúp em. Tầm đến 62 cân. Tùy chiều cao các chị. Con này sẽ hở vai. Mà hở rất là ít luôn ạ. Đấy các chị nhá. Mã này chị nào lấy comment là A62 kèm số điện thoại. Váy A62 mà trên người khóa kéo sau lưng. Chất liệu của nó sẽ là lụa. Lụa thô, lụa co giãn nhá các chị nhá. Thô lụa co giãn. À lụa Hàn Châu co giãn. Lụa Hàn Châu co giãn. Màu đen hoa vàng này. Trắng hoa vàng này. Màu gì ạ? Đen hoa đỏ này. Màu cam này. Của A62 này. A62 em đang có màu xanh. Em này sẽ chốt đơn từ 40 cân và đến 62 cân là các chị mặc đẹp. 40 cân và đến 62 cân. Đẹp luôn, nhẹ bẫng luôn các chị mình. Nên nó có co giãn rất là dễ chịu các chị luôn. Thấy chưa ạ? Lên mã hàng cho em là váy A62 cho em màu đen hoa vàng. Đấy. Đây là màu trắng của hoa vàng của A62. Các chị nhá. Cần mặc màu nào các chị bảo em. Bao nhiêu tiền ạ? 320.000. Váy A62 màu đen hoa đỏ. Váy A62 em có màu hoa cam. Váy A62 em có màu gì ạ? Màu xanh. Và màu đen hoa vàng em đang mặc trên người đây. Nó sẽ co giãn rất là vừa các chị, khóa kéo đằng sau lưng. Đấy, lên form như này, còn màu do khách hàng chọn. Mà bây giờ các chị thích mặc màu nào các chị bảo em mặc cho các chị xem luôn. Mã lên đơn là váy A62 và cộng số điện thoại các chị chốt đơn. Em này rất là dễ mặc luôn. Chị chả hiểu làm sao con này nó cứ báo thoát ra lại vào lại. Ừ, nhưng con này của chị bị suốt thế. A62 là 320 chị ơi. Váy A62 kèm số điện thoại là em chốt đơn. Em dơ bảng màu thôi, còn đâu màu do khách hàng chọn giúp em nhá. Màu do khách hàng chọn ạ. Em lên nó chị một cái con váy đỏ như này mà nó hở vai như này nhưng mà nó một màu. Con mã nhà mình vừa về bù ấy. Con 39 hay 38 ấy. Ừ. Chị. Rồi ok chị ơi, em này là 320. Mặc nhẹ bẫng bằng bâng luôn, không phải suy nghĩ gì luôn ạ.
váy A62 cộng số điện thoại lém chốt đơn hàng. A62 kèm số điện thoại. Đây các chị mình này. Đấy, bây giờ là đây em sẽ lên một cái kiểu kiểu mà nó hở vai như này, nhưng mà nó lại là màu mẫu trơn. Trơn thì các chị lấy sang mã này. Con này màu đỏ đậm đậm, đẹp ơi là đẹp luôn. Ok, em qua mã luôn đây. Đây các chị này, nếu các chị, ủa con này đẹp ớt là đẹp luôn các chị mình ơi. Nếu các chị mà thích trơn một màu mà giống hở vai giống của em vừa xong thì các chị lấy mã này. Ờ em ơi, V3 V365 cân là cái gì nhỉ? V3 chứ nhỉ, hay cái gì? Em này siêu đẹp luôn mà em đang bán các chị 299 phải không? Con này có màu đỏ với cả màu xanh. Em này là có màu đỏ với cả màu xanh, đẹp ớt là đẹp chị ạ. 62 cân đổ lại là bao đẹp, xanh dương với cả đỏ. Đấy, như anh chị nào muốn tiệc tùng gì các chị có thể lấy, nhưng mẫu này cũng rất là xinh này. Em đang không hiểu chị hỏi cái gì chị Anh Đinh ơi. Mẫu này của em là 299. Lên mã hàng cho em là gì ạ? T38 kèm số điện thoại. T38 màu đỏ đậm đậm như các chị nhá. Rất là dễ mặc luôn. Xẻ vai hở vai như này nhưng mà cực kỳ dễ chịu, bởi vì là nó may kiểu như là dạng cái phần mà hở vai này các chị này, cái phần này nó may rộng, thành ra các chị mặc không hề khó chịu một tí nào. Đấy, mặc cỗ mặc tiệc rất là đẹp luôn, sinh nhật họp lớp gì đấy mình mặc rất là điệu. T38 của em có màu xanh dương và T38 đỏ em mặc trên người. Được chưa? Size em chốt đơn từ 40 về đến 62 cân. 40 về đến 62 cân là em chốt đơn hàng. Mã lên đơn là T38 màu đỏ và T38 màu xanh dương. Đẹp ơi là đẹp luôn ạ. Đấy, màu xanh dương. Váy A011 em còn nhưng mà không đủ size chị ơi. A01 A62 size M không, màu cam mình cũng có nhỉ. Chị Quy Nguyễn ơi không còn. Màu cam thì không còn, size M có, size L trở lên sao chị ạ? VIP 3 là bộ đúng không? VIP 3 65 cân em chẳng biết nữa. Là bộ đúng không chị ơi? Size 65 cân bộ thì hình như không còn rồi chị ạ. Đấy. Chị nào lấy váy này các chị comment là T38 kèm số điện thoại. A011 thì em còn đây nhưng mà nó cũng không đủ size đâu. Thì các chị lấy mã nào các chị lên chuẩn mã cho em. Con này sẽ là có màu đỏ với cả màu xanh dương. Các chị lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại. A011 đây này, còn đây này chị này. Nhưng mà... À quên, A813. A011 là con gì nhỉ? Con chấm bi kia cơ. Con chấm bi mà cổ. Hay là áo à, áo cũng có 011 à, sơ mi 011 có à. Rồi ok, đây chị ơi, mã này chị nào lấy các chị comment là A38 quên T38. Đây váy chấm bi của váy này là váy con này đai của nó đâu. Ô, sao lại là có một cái nào nữa không ở đây. Mà. Đạo chịu chết. Đây rồi, ok. Em lên nó các chị 1-2 mã váy nữa cho các chị luôn. Chị nào lấy mã này em quạt cái này ra ngoài kia chị có nhớ. Ngay đầu tiên ở chỗ váy. T còn áo C89 không em? C89 còn hàng chị ơi, mã mới mà. C89 em còn hàng. Em lên cho các chị một con váy này nữa, váy ôm, ôm chấm bi. Ôm chấm bi. C89 là mã với, vừa cập bến em mới like có 2 hôm làm sao mà không còn. Chị mặc màu xanh em xem rồi ok. Đây lúc nào em đang rỗi rỗi thì em like luôn, em mặc luôn, còn lúc mà em đang kiểu như là đông đông là em không like được đâu, em không like theo ý các chị được ấy. Con này cái con áo chống nắng hôm nay mặc cái mã ngắn ở dưới nhà đi đâu mà banh hết rồi. Chống nắng. Ừ. Hắn có vẻ còn. Đây, là cũng
mà nó bới tung banh nóc. Còn có vài con. Con này đêm màu xanh đây các chị mình ơi. Mã lên đơn là gì nhỉ? T38 kèm số điện thoại. T38 màu xanh dương các chị nhá. Siêu đẹp luôn, 299. 299.000 đồng, không phải lo gì luôn. 299.000 màu xanh dương. Chất của nó sẽ co giãn rất là nhẹ thôi, nhưng mà bao dễ chịu và bao đẹp với các chị luôn. Thoải mái nhá. Chị đang nghĩ là em này nhầm size. Mã lên đơn là gì nhỉ? T38 màu xanh và T38 màu đỏ giúp em. Đỏ em vừa mặc rồi. Cứ trừ hao cho em hai tông gió màn hình là ok. Bởi vì con này màu đỏ bao giờ lên like nó cũng bị tươi hơn. Đấy, màu đỏ lên like bị tươi hơn. Màu xanh dương này còn đang không kịp hàng luôn đấy chị ạ. Đấy, các chị mình thấy những cái tông màu đỏ thì lên like các chị lại sợ nó đỏ quá. Nhưng mà thực ra nó rất là dễ luôn. Không phải lo gì luôn. Rồi ok, chị nào lấy mã nào ạ? Chị ơi C89, chị cứ lên chuẩn màu cho em là C89 kèm màu, các chị chọn và kèm số điện thoại. Sẽ có nhân viên ở bên em gọi điện tư vấn chị ơi. C89 kèm số điện thoại là được. Váy này các chị comment là T30 T38 cách số điện thoại là em nhận đơn hàng. T38 là 299 nha các chị nha. T38 là 299 màu xanh. Để tao chị xem cùng nha. Đây, lên nó các chị một con dáng kiểu như là body. Body nó sẽ như này các chị mình. Quá là đẹp luôn. Mai sẽ bố trí một hôm em lên nguyên váy đi nhá. Bố trí một cái like gọi là lên nguyên váy đi cho các chị mình. Cho nó kiểu như là dễ. Lẫn như này thì gì nhỉ? Ui, con này có ít thôi đúng không? Con này đang bán các chị có 280.000, bắn nhanh mà luôn. Bắn nhanh mà luôn, nhưng không biết có đang có size gì ấy các chị ơi. Con này là chân của nó sẽ co giãn như này nhá các chị nhá. Rất là vừa các chị, và đằng sau không xẻ như này. Đằng sau không xẻ. Tay của nó là chê tay chun bo. Và đằng trước của nó xẻ đùi một tẹo 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 như này thôi. Con này khóa kéo cậy sườn. Hàng Quảng Châu, chất của cái áo, cái chân váy của nó sẽ co giãn nhưng áo của nó sẽ không co giãn nhiều. Và cổ pha gen chấm bi. Mẫu này tầm đến 62 cân là các chị mặc đẹp. 40 cân và đến 62 cân. Các chị nào lấy váy này comment là gì em nhỉ? A818 kèm số điện thoại. A818 là 280 chị ơi. A818, váy A818 em đang bán các chị có 280 các chị nhá. Cổ nó sẽ pha ren như này này, nơ này. Yeah. Tay của nó sẽ co giãn. Bao đẹp cho các chị luôn. A818 cách số điện thoại là em nhận đơn hàng. Thân của nó sẽ rất là vừa như này cho các chị luôn. Được chưa? Bao đẹp và bao dễ chịu, dáng của nó hơi hơi ôm a. Các chị mặc lên nó sẽ không kén người, kể cả mông các chị có lép hơn một chút thì con này nó cũng không ôm quá. Và chân của nó sẽ co giãn rất là nhiều cho các chị dễ chịu luôn. Tầm 640 cân và đến 62 cân nữa các chị ơi. Váy A818 cho em và cộng số điện thoại. Mẫu này em đang bán các chị là 280. Váy A818 kèm số điện thoại, con này là hàng Quảng Châu đấy chị ạ. Váy A818 và lên số điện thoại là các chị chốt đơn hàng. Nghỉ đi. Em nghỉ đã nha các chị ơi. Đấy, em nghỉ đã đây ạ. Xong các chị đặt gì thì các chị vào like sau giúp em nhá. Nhà em nghỉ để chốt đơn đấy nhá. Nhà em nghỉ ở đây. Đấy, các chị nào mà vào sau mà mình chưa xem được, các chị thích mẫu nào các chị có thể chụp ảnh xong inbox sang fanpage cho em. Đấy, inbox sang fanpage sẽ có nhân viên trả lời tin nhắn cho các chị, hoặc là các chị gọi điện để trực tiếp đến nhà em. Thì các chị phải có được cái mã hàng nhá. Đấy, gọi điện đến thì các chị phải có mã hàng cho em thì mới được nhá. Đấy, nhà em nghỉ đã đây. Em hẹn gặp lại các chị vào buổi livestream sau nhá. Bye bye tất cả mọi người nhá. Bye bye các chị yêu. Nhà em nghỉ đây ạ. Bye bye các chị.